mấy chị ha, chị nào vô rồi chấm bài giùm em với, em không có lên đâu mấy chị. Bình thường mấy chị thấy cái giờ này là em sẽ không like đâu, nhưng mà trời ơi lên nó đẹp quá là em phải like cho mấy chị, mà giá có mấy chục ngàn thôi, mấy chị không tin được luôn ấy, nên là phải xem like nha. Em tính là không bật like lên tại vì em soạn chưa có xong hàng á, mà đẹp quá phải bật like lên chứ. Bình thường là 10:30 em like là qua trễ giờ là em sẽ không like nữa, mà bây giờ 11:15 rồi em phải like đó mấy chị, đẹp lắm luôn ấy, thật sự luôn. Hãy phải like liền để hãy sợ mấy bạn mà người ta khách lô người ta hỏi sợ hết đó mấy chị, nên là sẽ không like được cho mình á. Hôm nay hàng đẹp lắm luôn á, thật sự luôn á mấy chị, áo len trend lắm, trend mà rất là đẹp nha. Rồi tương tái dùng cho em nha mấy chị nha, chia sẻ like dùng cho Hải luôn. Hải có nhiều len rất là đẹp luôn ha. Và cái mẫu này bữa trước Hải hỏi ngồi là giá là 100, 120, 130 là giá sỉ nha mấy chị nha. Một cái như này nè, còn áo Hải mang á, Hải xem trên web á là hàng 450 nha mấy chị nha. Hôm nay rất là nhiều hàng cho mình luôn, và mỗi mã em chỉ có ít xèo mấy chị, không có nhiều nha. Ví dụ như cái hàng như này nè thì Hải bán cho mấy chị giá chỉ có 69.000 thôi một con áo như này nè, và nó đang rất là trend ở trên thị trường nha mấy bạn nha. Hải bán cho mình giá rất là rẻ luôn, tại vì cái này Hải về được hàng sale cho mấy chị á nha mấy chị nha. Hôm nay mình tranh thủ mình chốt nha mấy chị nha, ít khi có hàng lắm mấy chị. Hàng này là mấy chị biết sao không, Hải phải đợi cả mấy tháng rồi mới về được á nha mấy chị nha. Con này mấy chị cũng biết rồi, con này là nó là từ hàng mà hàng Âu ra mấy chị nha, mấy chị nha. Cũng giống như cái con này nè, mình tranh thủ vô nha mấy chị nha, chia sẻ like dùng cho Hải luôn. Và cái con này nè em đã bán cho mấy chị là hàng thun rồi, nhưng mà hàng len của nó rất là xịn sò nha, hàng lên lên form của nó rất là đẹp luôn, và đúng hàng lên của nó mới là hàng loại 1 nha mấy chị nha. Hàng len này mấy chị nhìn nè, trời ơi, nhìn cái con len mà mấy chị ghiền luôn á, em nói thật luôn, và không bao giờ cầm được mấy chục ngàn mà để đi mua được hết, chắc chắn luôn. Mấy bạn mua sỉ cũng không bao giờ có giá mấy chục ngàn đâu, sỉ phải trên giá 200, 230 mấy chị nha, mấy chị nha. Đây là hôm nay mình tranh thủ xem like đi, mấy cái hàng này bạn mặc quanh năm được luôn nha mấy chị nha. Đây nè, trời ơi đẹp chưa mấy chị nè, xuất sắc luôn nha. Hôm nay tranh thủ chốt nha mấy tình yêu nha. Chưa bao rồi, chia sẻ like lên trước giúp em đi mấy chị. Mấy chịu nha. Và chia sẻ like giùm em, bắt đầu em tặng hàng, xả hàng bom trước nha mấy chị nha. Em xả hàng bom trước, em cho mấy chị xem mấy con len nè. Trời mấy chị nhìn là mấy chị chỉ có ghiền thôi, tại vì Hải nôn like lắm luôn á. Nó đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn á mấy chị, phải lo lên like liền á. Cho xem mấy con len nè. Toàn mấy cái mẫu mà trên 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 thị trường không à. Mấy mẫu này hot lắm luôn nha. Cổ của nó là cổ lọ như này mà khoét như thế này nè. Con này em thấy ở trên TikTok hay là ở trên Taobao nó rất là hot nha. Mấy bạn cái lượt mà cái lượt mua của mấy cái áo này nè mấy chị rất là cao luôn nha mấy chị nha. Rồi tương tác đi, bắt đầu Hải sẽ lên hàng hay phải tặng chút nha mấy chị nha. Rồi bắt đầu lên nha. Ghi giùm em mã tặng kèm số điện thoại giùm em. Em có một con áo len nam cho chị Oanh B nè. Oanh B nha. Áo em mặc có nha mấy chị nha, là em mới vừa soạn hàng ra luôn ấy. Em còn không biết mẫu gì á mấy chị, tại vì em thấy mấy cái nút nó đẹp như thế này nè thì em lấy mang thôi, chứ em không biết là ở bên trong nó có cái gì. Tại vì cái nếp này nó gấp vô bên trong rồi ấy. Nhưng mà tháo ra con áo trời ơi xuất sắc dễ sợ luôn á mấy chị nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn. Rồi bắt đầu em lên ha. Có 20 chị chia sẻ like giúp em, chị nào chưa chia sẻ giùm em mà tặng kèm số điện thoại giùm em ha. Tặng kèm số điện thoại giùm em sẽ tặng một con áo len nam hàng bom ha. Hàng của mấy chị gọi không nghe máy ha, mấy chị lưu ý giùm em ha. Chị nào mà mua hàng mấy chị để ý điện thoại để bên em gọi chốt đơn cho mình ha. Nhà em gọi đơn vào thứ năm và chủ nhật nha mấy chị nha. Thứ năm và chủ nhật, ví dụ like hôm nay là chủ nhật con, bên em gọi chốt đơn. Bên nha. Nhưng mấy chị nha, like hôm nay thì chủ nhật bên em gọi chốt đơn. Những bạn nào khách mới thì mình canh điện thoại để mình nghe điện thoại bên em chốt đơn ha. Còn chị nào khách cũ bên em rồi thì yên tâm nha mấy chị nha, không cần gọi chốt đơn, bên em cũng làm đơn đi cho mình nha mấy chị nha. Còn chị nào mà quen quá rồi á thì mình cố gắng mình dạng như là mình y tín một chút xíu nha mấy chị nha, mình mua hàng thì mình nhận nha mấy chị nha. Chứ sáng nay em nhận được cuộc điện thoại của một bưu tá báo là chị Thiên Thiên Thanh đó mấy chị, mua cái bưu hàng của nhà em là 900+ ngàn và mua của nhà em rất là lâu rồi mấy chị. Xong hôm nay bưu tá gọi alo chị, anh ơi em đi lấy chồng rồi em không lấy hàng được nữa mấy chị, mà em không biết là đi lấy chồng vì sao lại bom hàng mấy chị, lấy chồng mừng quá hay sao mấy chị, bom em cục hàng 900+ ngàn và mua mấy cái bộ lụa để về lấy chồng á mấy chị, xong rồi bom con mẹ nó luôn mấy chị nha mấy chịu nha. Nên là mình khi nào mà mình sắp đi lấy chồng này hay là nói chung là mình không nhận được hàng thì mình nói bên em hủy luôn nha, đừng có để bên em gửi nha mấy chịu nha, lần sau vô bên em cũng không bao giờ bán được nữa nha mấy chịu nha. Rồi tặng luôn đi anh. Rồi ghi giùm em mã tặng kèm số điện thoại giùm em nè mấy chị nè. Tặng kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Ghi giùm em mã tặng kèm số điện thoại giùm cho Hải. Tặng kèm số điện thoại lên giúp em mã tặng đầu tiên chứ gì, bốc ngô 336 nè. Cái áo này hôm qua không, nó
Chơi đó. Ờ, mấy con này khó chơi. Chơi đây. Thì tiếng Nguyễn hay gì đó. Tiếng Nguyễn luôn. Tiếng. Rồi lên nha mới chịu nha. Ghi giùm em mã tặng kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi tiếp một cái nữa nha mới chịu nha. Ôi Trần Thanh Hoa này nhắn tin nói là đi họ không em gọi được. Thôi em like luôn thì mấy chị này. Tại vì nhiều hàng đẹp mà mỗi mã nó ít tiền. Like luôn nha. Lên luôn nha. Rồi em lên cái mã này em đặt đi. Tại vì cái này có hai con thôi, hai màu ha. Em bán cho mấy chị đầu like con này ha, 79 ngàn. Tất cả cái mẫu này em lên like đều có giá sỉ cho khách hết nha. Nên à quên, cho khách sỉ hết. Nên là chị nào lấy sỉ á thì mình tranh thủ mình chốt đi ha. Và mấy cái hàng ở đây rất là hot luôn. Cái này bạn nào ở miền Nam hay là ở đâu cũng mang được hết. Nó không có dạng như là, nó không có phải là hàng con len này đâu mấy chị. Là len mà kiểu giống như là mặc mùa nào cũng được hết nha mấy chịu nha. Để mình khoái một cái gì bên ngoài nó rất là xinh nha mấy chịu nha. Chứ không phải là hàng len dày cộm đâu. Con len này mặc rất là sướng luôn. Sướng ơi là sướng luôn nha mấy chịu nha. Nên là miền nào mặc cũng ok cho Hải nha mấy chịu nha. Nó không có dày quá nha mấy chịu nha. Và mấy cái mẫu này đang rất là trend ở trên thị trường luôn. Mấy bạn mua rất là cao, nhất là những bạn miền Nam á, người ta thích mặc len đó mấy chị. Nhưng mà người ta không có mặc được mấy cái len dài á. Mấy bạn mua cái hàng len lông thỏ này các bạn mặc rất là nhiều luôn. Nên mà trên thủ chốt ha. Rồi bắt đầu lên dùm em mã A1 dùm em. Mấy bạn kèm màu dùm em ha, 79 ngàn. Màu nâu và màu đen dùm em. Rồi lên nha mấy chịu nha. Cái này mấy chị mặc khoác này kia ở bên ngoài đẹp lắm luôn. Con này A1 kèm màu nâu và đen 79 ngàn lên cho em ạ. Mấy chị thấy cái con này không? Rồi cái này ghi liền em mã A1 kèm màu dùm em. Mấy mẫu bên em còn ít lắm nên chị nào lấy chỗ liền cho em nha. Thật sự luôn, rất là ít luôn ấy. Nên là bạn nào chốt là chốt nhanh ha. Chứ không bao giờ có nữa đó mấy chị. Nhưng mấy chịu nha. Rồi ghi em mã A1 lên nâu A1 cái Phạm Danh Ni. Nâu này mấy chị nè. Rồi cái này em có màu đen cho mình nè. Đẹp chưa? Trời ơi nhìn cái này mấy chị nè. Nhìn cái tay nè. Đó mấy chị thấy cái tay của nó bồng lên nè. Đây nha mấy chị nha. Cái tay bồng lên rất là đẹp luôn. Và cái này chốt thì em mã A1. Màu này là màu đen dùm em. Một con duy nhất nè mấy chị nè. A1 em còn một con màu đen. A1 đen chứ gì hồng gấm 79 ngàn thôi mấy chị nha. 79 ngàn. Cái này số lượng em còn ít rồi mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mã A2 kèm màu dùm em. A2 kèm màu, em có màu xanh với lại màu kem dùm em. Rồi ghi em mã A2 kèm màu, màu xanh và màu kem. Chốt lẹ nha mấy tình yêu nha. Cái này tại vì em có số lượng nhiều á, nên là em cũng không có cần đông khách xem đâu mấy chị nha. Nên là mình cứ tương tác là mình mua được hàng hơn nha. Tại vì không có số lượng mà mẫu 20 cái hay 30 cái đâu, hãy nói thật luôn á. Mẫu nhiều nhất là chỉ có được 10 cái, 5 cái thôi. Tại vì hết hàng rồi nha mấy chịu nha. Hàng này các bạn đóng rất là nhiều luôn á. Nên là mình tương tác chốt mùi A2 lên cho em kèm màu à. A2 kèm màu dùm em. Có lát màu em lên với lại màu kem dùm em nè. Đẹp lắm. A1 em hết rồi. Đẹp hiền. Nè mấy chị nhìn cái nút nè, 79 ngàn con len nè. Không bao giờ có được luôn ấy nha mấy chịu nha. Rồi cái này chốt là dùm em. Mã này là mã A2 kèm màu dùm em. Nhìn cái nút này mấy chị. Nút của nó nha mấy chịu nha. Rồi ghi liền em mã A2 kèm màu dùm em. Màu xanh và màu kem dùm em. Cổ như thế này nha mấy chịu nha. Con này mặc với lại chân váy này. Bữa sáng mà chia sẻ like tương tác lên cho em. Mình dạng A2 kèm màu kem cho Minh Anh 79 ngàn thôi mấy chị nha. 79 ngàn dùm em. A2 em còn một con màu xanh vào lại chốt liền cho em ạ. Ôi A2 xanh lên cho em mấy chị nha. A1 bên em hết rồi chị Thu Nga Nguyễn Thị ơi. Rồi ghi em mã A2 dùm em. A2 màu kem Minh Anh có rồi. A2 em còn màu xanh thôi. Em lên con này cho mình ha. Con này chị nào mà lên tìm trên Taobao á và mấy cái mẫu len này nha. Mấy bạn lấy sỉ của Hải á, mấy chị chịu khó lên Taobao lấy. Hai bên còn màu xanh thôi vô thì lại thua ơi. Lên Taobao mấy chị chụp hình là có hết nha mấy chịu nha. Rồi cái này chốt rồi giùm em mã A3 kèm màu giùm em nè. A3 kèm màu giùm cho Hải nha. Hải có cho mấy chị một màu trắng, màu cam với lại màu đen giùm em. Chốt rồi giùm em mã A3 kèm màu giùm em. Đây. Đây nha mấy chị nha, con này đẹp lắm luôn, phải nói thật luôn ấy. Con này mấy chị lên, xíu em like xong em sẽ chịu khó, em sẽ lên em lấy hình về cho mấy chị ha. Thì em đăng cho mấy chị xem ha. A3 kèm màu lên cho em. A3 kèm màu giùm em, màu trắng với lại A2 màu xanh em còn một cái, chị Hằng đi chẳng giúp chị một cái chị nha. Đây, A3 kèm màu, màu đen này mấy chị nè. Màu này là màu cam gặt đó mấy chị. Và màu này là màu trắng giùm cho Hải. Em cảm ơn chị Tinh Hoàng Nguyễn ha. Rồi ghi em mã A3, con này A3 hồng chứ hồng cao. Đẹp lắm luôn nha, mỗi mã có một màu thôi. Hồng nào vậy? Màu cam á chị, không phải là màu hồng cam chứ, phải màu hồng chị hồng cao nha. Màu cam gạch á chị. A3 kèm màu với em còn đen trắng á. 79 ngàn, không ai bán đâu trời ơi. Chốt lẹ nha. A3 chứ chưa thì lại thu màu trắng nha. Hết cam ạ.
Còn cái này giùm em mà A4 giùm em, kèm màu giùm em nè. A4 lên cho Hải nha, 79.000 có sỉ giùm em, còn 69.000 với loài. A3 em còn màu, còn màu đen mấy chị hả? Còn cái này giùm em mà A4 giùm cho Hải. Rồi giùm em mà A4 giùm em, 79.000 có sỉ, trời ơi là chốt lẹ đi nha. Rồi ghi liền em mà A4 dùm cho hả? 79.000 đẹp lắm luôn. Con này đóng thùng này kia nè. A4 79.000 với em, chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn cho 100.000 nè. Con này mà chị nào mà có con gái á, mua cho con gái cũng dễ thương lắm luôn á. Ủa tội có mấy con mấy chị ạ? A4 cho Lê Thị Thu Hà. Rồi ghi liền em mà A4 dùm cho hả? A4 là như em 79.000, A4 cho hồi thì lại thu hai con. Kiểm tra chị cái cục ở trước đi, cái cục ở ngoài, cái cục cục đó, có cục ăn khỏi rồi đấy. Nè, A4 em còn một con với Cao Việt. Trời ơi. Hết A4 à? Mấy chị chốt đi nha. Đẹp lắm, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. A3 lúc nãy em còn màu trắng, màu đen á chị Thu Nga Nguyễn Thị á, lấy màu gì thì lên màu đỏ giúp em chị nhá. Rồi cái này chốt em mã A5 giùm em, 79.000 giùm em nè. Rồi cái liền em mã A5 giùm cho Hải nha. A5 giùm cho Hải, con này nó chị bị gài vui cho Hải nè. Đẹp lắm, A5 kèm màu giùm em, màu đen và màu xanh giùm em nè. Lên nhanh ha, A5 kèm màu giùm em, đen và xanh giùm cho em. 79.000 siêu rẻ luôn, tranh thủ chốt đi mấy chị. Cục ngay chỗ ghế này nè bà ơi, ngay vô đây nè, tại nó nhìn cục á. A5 kèm màu đen và xanh 79.000 với em ạ. Màu đen và màu xanh dùng cho Hải nha. Mấy cái này mấy chị chốt đi mấy chị, em nói thật luôn á, rất là rẻ. Có hết nhưng mà lát nữa em mới lên mấy chị. A5 A5 xanh với hình thì kim liên. Rồi mấy con này em bán. Hả? Ừ. 69.000 này mấy chị. Chứ em mã A6 giùm em, 69.000. Đẹp quá luôn á. Mấy chị mua con áo này nè. Chị nào mà ở trong cánh trâu mà thích len. A5 bên em còn màu đen thôi chị Hoài Lê ha. A5 bên em còn một con màu đen thôi. Ưng mặc mấy con len mông á thì mình mua mấy con này nè. A6 giùm em. A6 nha mấy chịu nha. A6 giùm cho Hải. 69.000 có hai con duy nhất. Biết rồi chị Lê Tưởng ơi. Hai con nha, hình nút nè. A5 em còn một con màu đen chị nào lấy A5 đen mà A5 đen à. Đây nha mấy triệu nha. Rồi cái này ghi liền em. A6 với hồng gấm. Dễ thương lắm luôn á nha. Hai con mẫu bên em có con hai con thôi mấy chị, gì đâu lấy cái gì với em ạ. Rồi lên trước cho mình ha. A5 em còn màu đen hết xanh vừa Hoàng Lan ơi. Rồi cái này chốt em mã siêu phẩm dùng cho em nè mấy chị nè. Siêu phẩm nha. A6 cho sen hồ. Hết rồi chị nào thì thu trang á. Cái này mà mấy bạn vậy mấy chị 79.000 mấy thiệt ơi, nhất là mấy bạn khách tỷ á. Ok chị Thu Nga Nguyễn Thị cho chi chị một con A3 màu đen nha. Của em không có đó nên mấy bạn khách lẻ tranh thủ chốt đi, em mới học mấy chị luôn á. 79.000 mấy chị đi mua không bao giờ có luôn. Nếu mà mấy bạn thấy mẫu mặt hay là mấy bạn lên tới ba mấy bạn lướt mấy bạn thấy là mấy bạn order về 160, 170, 180.000 không bao giờ có giá 79.000 như Hải đang like cho mình đâu. Hải đảm bảo danh dự mấy chị luôn, chỉ riêng một mình kho Hải bán cho mấy chị mấy cái outlet này mấy chục ngàn thôi, tất cả kho khác đều trên giá 100.000 hết. Trên giá 120, 130 là chuyện bình thường nha mấy chị. Siêu phẩm trắng 79.000 chứ gì cũng trình. Hãy cho mấy chị xem từ cái khuy nút của nó này, anh chút đi. Từ khuy nút nha mấy chịu nha. Rồi lên dùm cho em nha mấy chịu nha. Ghi liền em mã dùm em. Trắng siêu phẩm, trắng bèo hay trắng siêu phẩm 79.000 lên giúp em ạ. 79.000 dùm cho em nè mấy chị. Trắng siêu phẩm 79.000 cho Nguyễn Thị Phương. 79.000 nha mấy chịu nha. Chốt liền. Trắng siêu phẩm 79.000 lên cho Nguyệt Đặng. Ghi em mã trắng siêu phẩm dùm em. Lên trắng siêu phẩm 79.000 cho Thảo Lena. Thảo Lena này chung đơn với chị Thanh Trúc đúng không chị ơi? Siêu phẩm trắng 79.000 cho chị Thu Hòa 865. Mấy chị ơi mua hàng đừng bom hàng nhà em nha, tội em chết đó mấy chị. Trắng siêu phẩm 79.000 cho Hồng Khoa. Trắng siêu phẩm 79.000 lên giúp em cho chị Quyên Quyên. À, cái này như em có liền lóc mà nãy mình làm mấy cái màu đen nhiều nè. Là nó đó, màu đen nút chỗ này nè. Ngay chỗ mà cái cục nặng nữa. Đây mấy chị nè. Con này ha, rút dây vô nè. Đây. Con này là bếp lâm nè mấy chị nè. Tai bồng nè. Trắng siêu phẩm 79 Thảo Lena có rồi, Nguyễn Đặng có rồi ạ. À. Nút chị Hồng Hoa có rồi cho Linh Mignon. Đó. Nút này mấy chị nè. Rồi cái này chốt đi giùm em mã số. Trắng siêu phẩm 79.000 cho Nấm Phạm. Mã số 9 giùm em, 79.000 có sỉ giùm em. Kim em mã số 9 nha mấy chị. Trắng siêu phẩm 79.000 cho Diễm Phúc. Kim em mã số 9 mấy chị ơi, 79.000 giùm em nè. Đây là nút nha, ở đây là rút dây cho mình nè. Và tay là tay bồng dùng cho Hải. Hải có mấy con thôi.
chốt đi dùm cho em mà. Số 9 giùm em. Mã số 9 lên cho em 79 ngàn ạ. Đây nè mấy chị, bếp lum nè mấy chị nè. Có bếp lum nha mấy chị nha. Con này may rất là đẹp luôn. Phút dây cho mình nè. Nha mấy chị nha. Rồi ghi em mã số 9 dùm cho Hải. 79 ngàn mã 9 cho khỏi nhà. Thôi mã siêu bẩm trắng rồi mấy chị ơi, lên mã số 9 giúp em 79 ạ. Ghi em mã số 9 cho khỏi nhầm. Số 79 ngàn cho Lê Nhã Tú Mi. Mã số 9 cho khỏi nhầm cái mã kia nha mấy chị nha. Để nhầm ấy. Lên mã số 9 giúp em nè. Số 979 ngàn cho em mấy chị ạ, số 979 ngàn cho Nguyễn Thị Phương. Nút tay nha mấy chị. Trắng siêu phẩm em hết rồi. Tay bồng, đó. Kim em mã số 9 dùm cho hả? Bài con thôi. Rồi lấy liền mã số 979 ngàn cho em mấy chị ơi. Kim em mã số 9 dùm em. Số 979 ngàn hết cho chị Hương Phan. 79 ngàn nha. Trời ơi, 79 ngàn quá là quá trời. Rồi lấy liền mã số 979 ngàn cho em chưa? Thích mới mã kèm số ngồi lên với em mấy chị ạ. Cố gắng chầu đủ đơn cho em 100 ngàn thì chủ nhật em đi đơn luôn ạ. Con này em có. Một cái 79 mày không có đi đâu mấy chị nhá. Mấy chị ơi lưu ý số 979 ngàn lên giúp em Lê Nhã Tú Vi có rồi ạ. Số 979 ngàn cho Trương Loan, chị Hoàng Lan cái mới mã kèm số điện thoại lên với mấy chị ơi. Trời ơi nhìn cái lên nè mấy chị. Số 979 ngàn cho Thanh Nhi Du. Đến nỗi mà soạn hàng mà non like luôn á mấy chị. Tại vì nó đẹp quá. 79 ngàn. Mã số 10 giùm em, màu kem với màu xanh vỏ đậu. Đẹp chứ không? Số 979 ngàn cho Hồng Gấm. Lên này đã lắm. Rồi cái này chốt đi dùm em. Mã này là mã số 10 dùm em. Màu xanh với lại màu kem dùm cho hả? Đẹp lắm. Chị Hương Phan có rồi chị nha. Số 979 ngàn Nguyễn Xu Mỹ Hiền. Áo hoàng hành cho em chưa like lắm. Để em like chị nha. Chốt lại em nha. Rồi cái này chốt đi dùm em. Mã số 10 kèm mà. Màu xanh và màu kem. Đúng cho mấy chị được à. Một màu hai con thôi. Màu hai con nha mấy chị nha. Rồi lấy đi chốt đi dùm cho Hải. Đi dùm cho Hải nha mấy chị nha. Số 10 màu xanh 79 ngàn cho Bảo Ngọc 392. Cho lấy liền mã số 10 kèm màu xanh và kem ạ. 10 cho hồi này là thu 2 màu. Số 10 cho chị hồi này là thu 2 màu. Con này mấy chị nè. Con này chị nào mà ưng mặt của lọ lên như thế này thì lấy liền cho Hải nè. Màu trắng nè, khuy nè. Đó, mấy chị thấy đẹp không? Rồi cái này chốt em mã 11 giùm em, 79 ngàn giùm em. Chốt em mã 11 nha mấy chị nha. Ghi giùm em mã 11 giùm em, 79 ngàn giùm cho Hải nè. 79 ngàn mã 11 giùm em ha. Của lên 3 phân giùm cho em nè. Con này nè mấy chị nè. Nhìn cái len của nó nha mấy chị nha. 79 ngàn. Áo len thì bao nhiêu ký mà cũng được mấy chị. Áo len bao nhiêu ký mang cũng được nha chị. Bao nhiêu ký mang cũng được. 11, 79 ngàn cho chị Hồng Gấm. Ghi em mã 11 giùm em, 79 ngàn mấy cái len này nè mấy chị. Ở đời là trăm mấy ngàn không á, hãy nói thật luôn á. 11, 79 ngàn lên cho em ạ. À. 11 cho Thanh Hòa Phạm, 11 cho Trúc Trang. Rồi cái này chốt em mã 12 giùm em, chị Thanh Hòa Phạm ở yên đó nha. Cho lấy liền mã 11 chưa đâu chị Tâm Bùi ở chỗ nào lên. Rồi cái này ghi em mã 12 kèm màu trắng màu cam giùm em. 11 em còn hai con chào lấy chút liền với em. 11 cho chị Nguyễn Diễm 768. Rồi cái này chốt em mã 12 kèm màu trắng và cam giùm cho anh. Mấy chị hôm nay đừng chưa có ao like em ra nha. Đừng có ao like em ra nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Đó, lấy nhanh con này nha. Hot ơi là hot luôn. Cái thời mà đi nhập hàng mà 160, 170 về để bán cho mình cái con này nè nha. 79 ngàn không bao giờ có luôn. 12 hai màu chốt cho Thanh Hòa Phạm. 12 em thì còn một con màu trắng giờ là chắc liền với em đi ạ. Rồi cái này chốt em mã 13 giùm em. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi mấy chị ơi không biết diễn tả sao luôn ấy. Kim em mã 13 giùm em nè. 12 trắng cho Diễm Trình. Trời ơi không biết nói sao á mấy chị ơi. Mấy chị chốt lẹ đi nha. 79 ngàn bao giá toàn quốc này luôn cho mấy chị luôn nha. Ghi liền em mã 13 giùm em có hai con thôi nè. Trời ơi nó đẹp mà. 12 hết rồi chị. Chị Quỳnh Anh Nguyễn Thị đơn hàng của mình gửi về trong với là chị Châu Hải hả chị ơi. Tại vì vừa qua bên em gọi chị không nghe máy á. Đơn hàng còn giữ đó chị nhá. 13 lên với em 79 ngàn chị ơi. Hết mã 12 rồi. 13 cho Trần Thị Tú Trinh. 13 em còn một con nữa thôi. Cảm ơn chị Sanh Rà nhá. 13 cho Thuyên Quyên. Rồi 69 ngàn cho em đã 14 giùm em. Tay ngắn thì em sẽ bán cho mấy chị giá là 69 ngàn 20 triệu nha.
tay ngắn thì 69.000 có sỉ, tay dài là 79.000 có sỉ nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt nhanh giùm em nè, ghi liền em mã này là mã mấy con rồi? 14. Mã 14 giùm em, 69.000 giùm em. Này. Nhìn từng cái khuy nút nè mấy chị nè. Đúng rồi chị. Đây nha, từng cái khuy nút nha mấy tình yêu nha. Đây, đây giùm em nè, đẹp chưa? Rồi ghi liền em mã 14 giùm cho hả? 69.000. Có được 3 con. Tên gì chị? Rồi tiếp cho mấy chịu nha. Nguyễn Thủy chị hả? Đây, thấy chưa? Này là khoác này. Ok đi, giờ đang lai chị cứ lưu với em một tuần đi chị. Để em coi lại đơn rồi báo chị. Đây mấy chị nè, chắc đã chưa? Ok chị, ok. Rồi cái này chốt thì dùm em mã 15 dùm em nè. Mã 15, 74 chút cho chị Thảo Lena, 14 chút cho chị Hồng Hoa. Cái này nó đã gì đâu. 14 chứ Trần Thị Tú Trinh, 69.000. Rồi cái này ghi em mã 15 giùm em. Mã 15 giùm em ha, 79.000. Mã 15 đẹp quá mấy chị ơi, mấy mình mua đi mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. 15, 79.000 là nhiêu em ạ? Rất là rẻ luôn á, 79.000. Không bao giờ có luôn. Nó không có. 15, 79.000 cho Hồng Gấm. Nhiều áo khoác lắm mấy chị. 79.000. 15 cho Phùng Hơn, 79.000. Chị Dũng, Dung Angle ơi, đơn hàng của mình chưa có đủ, em chưa có gọi chị ơi. Hồng Hoa có 14 ra, 15 cho chị Linh Mignon. Được chưa? Chị Hoàng Lan khách mới mã kèm số điện thoại giúp em ạ. 15 em còn một con ạ. 15 cho Minh Anh hết 15 luôn ạ. 79.000 nè, mã 16 nè. Trời ơi, em còn không tin được luôn ấy nha. Yeah. Em còn không tin được luôn, 79.000 nè. Mã 16 dùng cho em, đúng có mấy con thôi. 16 là chú em, 79.000 chú Hồi Liên. Thật luôn ấy. Giùm em mã 16, 79.000, mấy chị khách mới lưu ý dùm em, nó đi nó lại rồi nha. Nhà em đi đơn trên 100.000, mấy chị cố gắng chọn đơn lên 100.000 để ngày chủ nhật bên em gọi chốt đơn, bên em gom đơn tới chủ nhật nhà em mới chốt đơn ha. Một ngày em like 3 ca, ca sáng 10:30, ca trưa 2 giờ, ca tối 8:30. Nên là mấy chị 16 cho Hồng Nhung 705, cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 với em ạ. Gom đơn nha mấy chị luôn nha. Lên mã 16 với em mấy chị, không có gì Quỳnh Anh Nguyễn Thị nha. Gom đơn để bên em đi đơn cho mình ha. 16 hết mã 15 rồi. 16 cho Hương Phan. 16 cho Hồ Thị Lệ Thu. Lên mã 16 với em đi mấy chị. 16 cho Huỳnh Thị Kim Liên. Mấy chị, dễ thương chưa mấy chị? Chị nào có đơn quán chọn đủ đơn với em mấy chị. Và chủ nhật bên em mới gọi chút đơn ạ. 16 cho Hồng Cao hết mã 16 ạ. Đẹp quá mấy chị. Ghi em mã 17 giùm em. Ok, Quỳnh Anh Nguyễn Thị nha. Rồi cái này chốt em mã 17 giùm em. 79.000 giùm em nè. Mã 17 giùm cho Hải nha. 79.000 Hải có cho mình được 2 con à. Hai con thôi, con này dễ thương lắm luôn ấy. Này mấy chị, nhìn cái len này. Trời ơi, xịn chưa? Rồi ghi liền em mã nha mấy chịu nha. Mã 17 dùm cho hả? 17, 79.000 với Bảo Ngọc. Ghi em mã 17 dùm em, 79.000, đẹp lắm luôn. Mã 17 giúp em nha. Vâng vâng. Sao chị nhắn tính gì nè? 17 với Trúc Trang. Rồi cái này chốt em mã 18 dùm em. Mã 18 dùm em nè, 69.000 dùm em. Chúc em mã 18, 69.000 dùm chạy. Lên mã 18, 69.000 giúp em, 17 hết rồi mấy chị ơi. Cho kim em mã 18, 69.000, ở đây nó sẽ cho mình nè. Con này mấy chị mặc cái chân váy xếp ly á, rất là đẹp luôn. Cho kim em mã 18 dùm em, 69.000 dùm cho em nha mấy tình yêu nha. Lên mã 18 lên giúp em, 69.000 ạ. À. Hết mã 17 ạ. 69.000 mấy chị ơi. Rồi con này em mổ mã một con rồi mấy chị nè. Giờ lấy cái liền mã 18 cho em, 69.000 mấy chị ạ. Trời ơi con len này nó dày thôi. 17 với em hết rồi chị Thu nha. Nguyễn Thị ơi, màn gì bị chậm rồi. Mấy chị ơi con len này dày lắm luôn á nha. Nè mã 20 kèm màu giùm em. Màu này là màu kem, màu này là màu nâu, màu đen, màu xanh và màu vàng giùm em, mỗi mã có một con thôi. Chị nào lấy thì chốt đi giùm em. Mã 10 mấy? Mã 19 kèm màu giùm em, 79.000. Em đen vàng xanh mấy chị hả? Trời ơi, chị Hòa Lê chốt mã 19 đó. 18, 69.000 cho Nguyệt Đặng.
18 là áo màu hồng, 69 mấy chị nhỉ? Giờ lấy mã 19 là mã 19 kèm màu với em. 20 gì cũng được hết mấy chị. Ủa em đặt 20 hả? Ồ, em không nhớ nữa. Chị Nguyệt đặt mã 18 là mã nào? 19 kem cho chị ạ. 18 là 69 chứ nào? 19 kem cho Thanh Nghe Du. Cái mã 19 này lên nó nặng kinh khủng luôn hết rồi. À, mình nấu màu nâu rồi. Cái này một kem em đi. Một kem em đi. 19 nâu cho Trịnh Hoài Nguyên. Mã 19 kèm màu lấy với em còn xanh vàng đen 79 ngàn à. Ghi lê mấy chị ơi. Ghi lê 18 lúc nãy 69 ngàn cho Thu Nga Nguyễn Thị. 18 là áo sọc hồng trắng mấy chị nhá. Rồi cái này em có hai con ghi lê nè. Giờ lấy ghi lê chắc ghi 19 lê em còn vàng đen xanh thôi. Em còn kèm vàng đen xanh, màu vàng mùa này mặc đẹp lắm nha mấy chế ơi. 19 còn vàng đen xanh thôi mấy chị nhá. Vàng đen và xanh thì mình kèm một cái màu đen màu xanh mấy chị. Ôi mấy chị. Chưa chị Tâm Bùi rồi. Ghi lê nè, 79 ngàn. Mấy chị. Ghi lê 79 ngàn cho Bảo Ngọc 392. Cái con lê nó nặng lắm. Con lê này nó nặng ơi là nặng luôn ấy. Nặng mà đẹp lắm luôn á mấy chị. 79 ngàn con vàng này đẹp lê lắm luôn. Mười chín kem nó hết rồi. Ghi lê Trần Thị Tú Trinh. Mã 19 rồi em còn vàng đen xanh mấy chị ạ. Rồi cái này ghi thì em mã 21 kìa. Thu Nga Nguyễn Thị Tròn Sĩ hay Tròn Lẻ cho 19 vàng cho Nguyễn Diệm. Rồi cái này ghi em mã 21 kìa em. Mà 5 màu rồi bà chị ơi. Đây 21 kìa em. 79 ngàn mã 21. Chị nào mà thích mặc len mà dạng như kiểu mà kiểu dạng như là cách địa một chút xíu á thì mình mua mấy con len này nha mấy chị ơi nha. Còn mấy len truyền thống mà mấy chị cũng biết đó nha mấy chị ơi nha. Còn len này rất là đẹp luôn. Cổ lọ này chốt mã đại ra đi, đừng có chốt theo 21 kìa em. 21 cho Thanh Hòa Phạm. Ủa nãy chị thấy 21 mấy cái này. 21 em được 21 cho Hồng Cao. Ý gọi chị My Cha Lê ơi, em gửi về địa chỉ cũ với chị. Chị nào mà muốn hàng bên em 2-3 lần nữa lên em gửi về địa chỉ cũ với chị nhá. Cái này chốt em mã 23 giùm em. Phải có được hai con cổ lọ này mấy chị. Chốt đúng mã cho em được chốt trước mấy chị ạ. Cổ này lên 4 phân nè mấy chị. Con này lên 4 phân ha. Giờ lấy thì chốt em mã 23 giùm em. Ghim em mã 23 giùm em có hai con. 23 nha mấy chị nha. 23 lên giúp em 79 ngàn ạ. 23 79 ngàn cho Thanh Hòa Phạm. Cho lấy liền mã 23 với em 79 ngàn ạ. 23 với em còn một con cái gì ạ. Và con này là mã 21 hết rồi chị Hồ thì lại thu ơi. Và con này ghi em mã 25. Ghi em mã 225 nghe đi ạ. Thiên Thiên Thanh á, cô hàng mình tính tâm máy đó. Chị đồn like đi nghe bởi chị. Chị bị gửi gì máy rồi bỏ trên. Mấy chị, đẹp chưa? Rồi cái này ghi liền em mã 25 giùm em. Con này xuất sắc luôn mấy chị. Con này mấy chị có thể mặc lẹt vai cho Hải nè. Mấy chị có thể mặc lên như thế này không có hở cái gì hết nha. Thật sự con này rất là đẹp luôn. Mình nhìn cái nút này. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi ghi liền em mã này là mã 25 giùm cho em. 79 ngàn. Lên em có hai con nè. Hai con thôi mấy chị. 25 lên giúp em mấy chị. 25 cho Vinh Nguyễn. 25 cho Thanh Hòa Phạm. 79 ngàn hết mà 25. Em lên cho mấy chị một con này nha. Danh dự mấy chị luôn. Mấy chị cứ đi hỏi sốt đi. Không phải 180 ngàn. Hãy nghỉ bán hàng luôn. Hãy nói thật mấy chị con này luôn. Hết mà 25 mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Hãy nói thật luôn. Hãy thấy mới thấy bạn kia online 220 á. Nha mấy chị yêu nha. Hãy nói 180 thôi nha mấy chị yêu nha. Đây nè mấy chị nè. Con này nè mấy chị. Nha ở đây là sáng ở đây nè. Form của nó như thế này cho mình nè. Còn cái này chị lấy thì chốt tìm em mã số 1 dùm em 79 ngàn. Danh dự mấy chị con này luôn. Và mấy chị biết len thì nó cũng có một loại len thôi mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Đây mấy chị nhìn nè. 100% là hàng len to bao nha. Mã số 1 79 ngàn lên giúp em ạ. 25 em hết rồi. 79 ngàn. Tìm em mã số 1. Số 1 cho Hồng Nhung. Hai con không mấy chị ơi. Lên mã số 1 kia lên bây giờ số 1 cho Thu Hà 865. Hết mã số 1 ạ. À. Rồi cái này chốt thì giùm em mã số 2 giùm em. Màu cam đẹp chưa? Trời ơi mấy chị ơi. Con này lên cổ đẹp không? Rồi cái này chốt thì giùm em mã cam giùm em nè. Ghim em mã cam nha mấy chị nha. Cam giùm cho Hải mấy chị. Ghim em màu cam giùm em 79 ngàn cam nè mấy chị nè. Cũng về chiều lên.
Rồi cái này cho em mà áo cam giùm em 79 ngàn, màu đẹp chưa mấy chị nè. Nút hai bên cho Hải nè. Rồi cái này cho em màu cam giùm. Cam chứ hồ thầy là thu. Rồi cái này em có một con màu vàng, y như vậy luôn, màu vàng một con duy nhất. Chị nào cam cho Vân Nguyễn 036. Đẹp quá mấy chị ơi. Cho lấy vàng lên mở vàng giúp em ạ. À. Đừng chốt mã trước. Mấy chị ơi. Rồi cái này là mấy chị. Nói nhiều gì chốt mã trước lắm ạ. À. Mấy chị lên có con màu đen này. Mấy chị thấy không? Cái cổ nó lên như này. Phải thích cái lên găng như này mấy chị. Mấy chị thấy lên găng không? Mang sướng quá. Cổ lòi. Rồi cái này chị lấy chú em mã số 4 giùm em. 79 ngàn mã 4 cho Hải nha. Mã 4 nè. Vàng vô thì là thu. Đây mấy chị thấy mã 4 cho Hải nè. Rồi cái này chú em mã số 4 giùm em ha. 79 ngàn mã 4 giùm cho Hải. Cổ lên như thế này cho mình nè. Con này đẹp lắm mấy chị. Nha mấy chị hiểu nha. Mã 4 giùm cho em. Ghim em mã số 4. Số 4 cho Hải Lê. Cho lấy liền mã số 4 cho em đi ạ. Số 4 cho Nguyễn Ngân. Ghim em mã số 4. 733. Trời ơi. Đẹp chưa. Cho lấy liền mã số 4 cho em mấy chị nha. Bốn cho Thanh Hòa Phạm, cam hết rồi chị Tuyết Hà ơi. Em đưa sát cho mấy chị xem lên nhà em luôn á. Em không sợ gì đâu mấy chị, em bán 79 ngàn bán rẻ. Nhưng mà em đảm bảo mấy chị luôn là hàng trên giá 160, 170 không à. Nha. Đây mấy chị nè. Rồi cái này kia liền em mã này mở đỏ đô giùm em. Số 4 cho chị Nguyễn Ngân thêm một cái nữa là hai cái ha. Đỏ đô giùm em, có hai con thôi. Cái này bây giờ còn ít lắm mấy chị. Số 4 em còn một con chờ là chất liền chứ em ạ. À. Các bạn lấy nhanh lắm luôn á. Đỏ đô 79 ngàn cho Hoài Lê. Đỏ đô em còn một con, giờ lấy chất liền cho em ạ. Lên mở đỏ đô 79 ngàn mấy chị ạ. Rồi 69 ngàn cho em mã xanh 69 ngàn. Trời ơi nó dễ thương nè mấy chị nè. Nhưng mà mấy cái này nè mấy chị, em chưa có lập mẫu ra xong rồi em cũng chưa đóng hàng cho khách á. Nên là em chỉ like săn kẻ cho mấy chị được mấy con thôi nha. Để bữa nào hãy làm xong hàng rồi hãy like cho mình ha. Lỡ lặt ra mấy chị nè. Chạy về. Dễ thương cho mấy chị 69 ngàn nè. Chúc em mã xanh 69 ngàn có một con. Buổi sáng và chia sẻ like tương tác lên cho em mấy chị ở xanh 69 cho Thu Hà 865. Rồi lại xíu mấy chị nha. Hải chưa lọc mẫu ra nên là chưa dám like nè. Rồi cái này chú em mà áo màu đen dùm em 69 ngàn nè. Đen 69 ngàn dùm cho Hải. Chú em mà đen 69 ngàn có tỷ, tỷ còn có 59 ngàn thôi. Bao rẻ luôn nha. Nhưng mà cái này em chưa có làm xong nên là tạm là like như hết thế này nha. Để em like mẫu nhiều sao ha. Rồi cái này giờ lấy chú em mà áo đen dùm em nè. 69 ngàn có con ha. Rồi lấy đen chút đen dùm cho Hải. Đen cho Hồng Cao 69 ngàn. Lên này mở mẫu em còn vài con giờ lại chú liền với em ha. Rồi, hết đen mấy chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị mấy con siêu phẩm này nè. Con này này là tâm đắc lắm luôn. Con áo này nè. Mà mỗi tội nó có hai con thôi. Mấy chị nhìn cái tay của nó nè. Đó, mấy chị thấy cái tay không? Tay nhúng của con len này nè. Lúc mình mặc lên á, mình cảm giác cái vai của mình á, mặc lên cái con len nó đứng á mấy chị. Cái vai nó rất là đẹp luôn ha. Nhưng mà nó chỉ có hai con thôi. Hai con hai mấy tình yêu nha. Ghi liền em mã này là mã áo kem giùm em. 79 ngàn. Kem 79 ngàn cho Hoài Lê. Nè. Đẹp lắm. Nè. Đó, mấy chị thấy không? Rồi lấy kem 79 là mã kem 79 em còn một con cuối cùng. Cái tay của nó rất là đẹp nha mấy tình yêu nha. Tay bồng nè. Đó, con này đẹp nhất nách luôn. Phải gọi là xuất sắc nha, tay bồng như thế này nè. Đó. Nha mấy chị. Kem 79 ngàn lên giúp em mấy chị nha. Kem 79 ngàn cho Vân Nguyễn 036 thôi kem. Này. Con cổ V như thế này nè mấy chị nè. À, theo thì mày hãy nè. Theo nha mấy chị nha. Rồi con này em có duy nhất cho mấy chị mấy màu ha. Màu xám, màu trắng, màu kem, màu nâu, màu đen, màu này là màu xanh. Rồi lên nha mấy chị nha. Màu đỏ đô giùm em. Rồi hết cho mấy chị nha. Rồi chị lấy màu gì của mình màu đỏ giùm em. Đây nè mấy chị nè. Cứ dùm em mã này là mã số 3 kèm màu dùm em. Nai kèm màu cho Hải cũng được. Con này đẹp lắm luôn. Dáng ô. Nai kèm màu với em cho khỏi bị nhầm mẫu với 79 ngàn mấy chị nha. Màu xám, màu trắng, màu kem, màu nâu, màu đen và màu đỏ mọng dùm em. Nai trắng chứ cho Vi Nguyễn 920. Trời ơi nhìn con len là ghiền luôn á trời. Mấy chị nhìn Hải. Nâu chú cho Hải Lê. Nhìn ha mấy chịu nha. Nhìn mã số 3 hoặc là nai kèm màu với em cũng được ạ. Mã số 3 kèm màu giùm em. Xám cho Nguyễn thì Bích Duyên. Đẹp lắm đó mấy chị, chốt lại nha.
Bên còn trắng kem xanh đỏ nữa chị nhỉ? Trắng kem xanh đỏ. Xanh dương quá chị. Hết nâu à. Số 3 đen cho Hoàng Yến. Sáu miếng thịt bị chiên có rồi à, trắng Vi Nguyễn có rồi à, nâu hết rồi chị Diễm Trình ơi. Em chốt cho tàu thủy trắng đỏ chị nha, hết sáu à. Chốt chị hai cái trắng đỏ chị nha. Chị ơi. Cái chị à. Ủa đi thường hết sáng rồi chị ơi, hết sáng rồi chị Trúng Thanh ơi, hết nâu rồi Diễm Trình á. Mã số 4 đen màu. Xanh trắng kem ạ. Mã số 4 kèm màu dùm em, màu trắng màu đen. Bỏ trời hôm nay có một đen con gì này. Hoàng Yến có rồi. Mã 4 kèm màu dùm em, trắng với đen dùm em. Nè, mã siêu mấy chị. Lấy đỏ hết rồi mấy chị ơi, lấy sáng hết rồi chị con sóc qua. Lẹ nha mấy tình yêu nha, mắt tường dùm em, con này đẹp rồi. Chờ lấy lại mã số 4 kèm màu với em đi ạ. Mã số 4 kèm màu dùm em, màu trắng với lại màu đen dùm em. Số 4 kèm màu trắng và đen với em, 4 trắng cho Hoài Lê, Thảo My lấy đi, áo trắng nào chị ơi. Rồi 69 ngàn kèm màu dùm em ha. Em có màu đen và màu bò, chốt dùm em mã 69 kèm màu dùm em. Hả? Rồi có 2 chốt dùm em nè. 69 ngàn kèm màu, màu đen với lại màu bò dùm em. Con len này đẹp nè mấy chị. Rồi cái dùm em mã. Số lớn chứ nhiều thì lại thu ha. 69 ngàn kèm màu, màu đen với màu bò dùm em. Con này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Mỗi tòa màu có 2 con nè. Màu 2 con nha. 69 ngàn kèm màu đen bò. Đen bò dùm chị hả? Đen xứ nhòi lê. Số 9 kèm màu với em ạ. Trời ơi, à 69 ngàn kèm màu. Bò với Diễm Trình. Mấy chị con lên lông nè. Hai con à, 79 ngàn. Chốt kìa dùm em mã số. Mã lên lông dùm em. Lên lông nha, có hai con à. Lên lông có hai con thôi mấy chị. Số 9 đen cho hàng ly tròn. Trời ơi, mỗi đồ nó đẹp quá luôn nè. Lên lông dùm em 79 ngàn dùm em, có hai con rồi mấy chị. Đơn giản mà đẹp quá trời luôn mấy chị. 69 các bạn còn một con màu đen, một con màu bò giờ lấy chút liền với em. Chờ lấy lên lông lên mà lên lông 79 ngàn với em. Chờ lấy lên lông, chắc lên lông dùm em. Nhìn mấy cái lên lông 79 giúp em mấy chị nhỏ. Lên lông cho Lê Nhã Tú Vi 79 ngàn. Khách mới mở kèm số mọi cho hỏi. Lên lông cho Thảo My 79 ngàn hết mà lên lông. Rồi cái này chốt em mã số 6 dùm em, kèm màu màu vàng màu xanh, mã 6 dùm em. Ghi em mã số 6 kèm màu dùm em, màu vàng màu xanh, mỗi mã có một con thôi mấy chị. Đây nè. Mà đến thủ mình chốt không? Ừ. Nhân tin bên nào cũng được chị Lê Thu Hà hả? Đây à. Địa chỉ. Mã số 6 kèm màu xanh vàng chứ. Mã số 6 kèm màu dùm em, màu xanh với màu vàng. 6 xanh cho Bùi Mỹ Lệ. 6 vàng vô thì lại thu hết mã 6 ạ. Rồi cái này tranh thủ chốt này mấy chị. Mỗi thứ có một màu thôi. À mỗi thứ có một con thôi nha. Sọc kèm màu giùm em. Sọc xanh nè. Sọc xám nè. Sọc vàng nè. Sọc hồng nè. Mỗi màu một con duy nhất luôn. Chị nào lấy sọc gì của mình sọc đó giùm em ha. Sọc ôm này mấy chị cũng biết rồi đúng không? Nó rất là hot luôn và nó thường kỳ rồi mấy chị. Em mới chịu nha. Rồi cái này giùm em mã sọc hồng nè. Sọc vàng giùm em nè. Sọc xám nè và sọc xanh giùm em, mỗi thứ có một con 79 ngàn giùm em nè. Tay là tay lê như thế này nè mới chịu nha, năm nay rất là hot luôn. Hết lên lâu rồi kèm màu giùm em. Sọc kèm màu nha mới chịu nha. Sọc xanh, sọc vàng, sọc hồng và sọc xám, mỗi mã có một con thôi. Anh có cái sọc à. Không. Sọc xanh và hồng cho Thu Thủy vào. Anh cái sọc xám này bỏ sọc xám luôn. Sọc mở ra còn phải về sau. Sọc xanh hồng cho Thu Thủy Phạm nè. Sọc vàng cho chị Nguyễn Ngân. Rồi ghi em mã siêu phẩm giùm. Siêu phẩm kèm màu giùm cho hả? Siêu phẩm
kèm màu nha, 79.000 màu kem, màu đen, màu trắng. Sao bên mới còn sọc xám rồi, khách mới mà kèm số điện thoại với em đó chị ạ. Còn siêu phẩm kèm màu dùm em. Màu kem, màu trắng, màu đen, 79.000 thôi mấy chị. 79.000 ha. Một con áo len siêu đẹp luôn. Trời ơi, châu Hải á. Cho cái này ghi liền em nè. Siêu phẩm kèm màu dùm em. Màu trắng, màu đen và màu kem dùm em ha. Đẹp lắm luôn. Nhìn từ cái nút của nó. Siêu phẩm kem cho Vi Nguyễn 79.000. Nhưng mới chịu nha. Chiều lấy thì chú. Siêu phẩm trắng cho Thanh Hòa Phạm 79.000. Dễ thương lắm mấy chị. Siêu phẩm em còn một đen giống chị Hồng Hoa á. Mà siêu phẩm luôn. Mấy chị nè. Cái con len mà nó nặng dữ sò luôn. Con len này nặng lắm. Nó là nặng luôn nhưng mà nó có hai màu thôi. Em có màu vàng và màu xanh ha. Chờ lấy thì chốt tìm em. Mã này là mã số 8 kèm màu dùm em. Mã số 8 kèm màu ha, màu xanh và màu vàng. Và có con len này nó nặng lắm luôn á mấy chị. Và nút của nó là nút bấm như thế này nè. Đó, mấy chị thấy không? Phiếu khuy nút của nó nè. Đó, mấy chị nhìn cái len này. Và con len này nặng lắm luôn nha mấy chị nha. Và chờ lấy thì chốt tìm em mã số 8 kèm màu dùm em. Mã số 8 kèm màu dùm em. Màu xanh và màu vàng dùm em. Xanh và vàng ha. Còn nhiều áo len đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm luôn á. Tám kèm màu xanh và vàng giúp em. Tám xanh cho Hoài Lê. Tám em còn màu vàng không mấy chị nhỉ? Tám vàng cho Hồ Thị Lệ Thu. Rồi, 79.000. Tám vàng cho chị Hồng Cao. Màu đen và màu cát, màu đen với lại màu nâu. Ghim em mã số 12 kèm màu đen và nâu dùm em. 12 kèm màu đen và nâu dùm cho Hải nha. 79.000 dùm em. Đen và nâu dùm cho Hải. 79.000 kèm màu. Đẹp chưa? Mã 12 kèm màu dùm em. 79.000. Xuất sắc luôn. Đẹp lắm mấy chế ơi. Mấy chế hổ chốt đi. Không bao giờ có giá 79.000 đâu. 12 kèm màu đen nâu. Hai màu chứ gì Hồng Khoa. Sao nhìn nó nặng dữ vậy luôn á. Ôi lên này nặng lắm. Ôi mã VIP cho em. Ghim em mã VIP kèm màu. Màu xanh với màu cam. VIP lắm luôn. Chúc em mã VIP kèm màu 79.000 kèm màu. Màu cam với màu xanh mỗi màu có một cái. Ok chi cần nha. Trời con lên này bà nào mà nhận. Bà nào mà chốt được rồi thôi luôn á. Trời ơi, 89.000 má ơi. Viết kèm màu lên giúp em ạ. Viết cam cho Bùi Mỹ Lệ. Viết xanh cho chị Hoài Lê. Rồi cái này chúc em mã heo dùm em nè mấy chị. Kim em mã heo dùm cho em, tay đẹp chưa? Heo dùm cho Hải nha. Chúc em mã heo dùm em 79.000. Heo 79.000 dùm em, lên rất là dễ mang nha. Len dễ mang lắm đó mấy chị ơi, không cần phải đọc số ký này kia đâu, len rất là dễ mang luôn. Cỡ nào mình mang cũng đẹp hết trơn đó mấy chị. Tuy nó ít nhưng mà nó rất là nhiều mẫu để cho mấy chị chọn lựa luôn. Rất là nhiều mẫu nha mấy chị ơi nha. Yên tâm nha mấy chị ơi nha. Không được mã này mình chốt mã khác. Theo cho Hằng Nguyễn. Thấy không? Nè. Hai con. Đây mấy chị nè. Để em còn một con mã heo nữa mấy chị ạ, 79.000. Rồi cái này chốt em mã xịn kèm màu dùm em. Xịn lắm luôn á mấy chị. Con này nhìn chắc xịn lắm luôn. Con len này xịn VIP luôn á mấy chị. Hai màu ha, màu cam gạch và màu trắng. Chốt em mã xịn kèm màu dùm em. Xịn kèm màu, màu trắng và màu cam gạch dùm cho này. Màu xén ở đây nè mấy chị. Con này mấy bạn mang bẹp vai cũng đẹp luôn. Bẹp vai cũng rất là đẹp luôn. Đóng thùng hay mặt chân váy đều đẹp lắm. Đây, chốt liền em mã xịn kèm màu dùm em. Xịn kèm màu ha, màu cam và màu đen dùm em. Cam và đen cho Hải nha, có hai con thôi. Cam trắng. À, cam trắng dùm cho. Xịn kèm màu cam trắng ạ. Xịn cam cho Tàu Thủy. Rồi con này là bẹp vai, tay bò là tay lưới nè. Bẹp vai tay lưới nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt đi dùm em, mã này là mã số 5. Bé còn một con mã xịn màu trắng với chị nha. Rồi cái này chốt em mã số 5 kèm màu. Chị Thu Nga Nguyễn Thị ơi, chị chọn sĩ hay chọn lẻ mà mã nào chị cũng chọn 2 màu, 3 màu rồi 5 màu mấy chị ơi. Chị Thu Nga Nguyễn Thị chị ơi. Chị nào chọn sĩ mới báo với em trên like luôn chứ em mấy chị nha. Đi mấy chị nè. Xịn mấy em còn màu trắng với chị Văn Nguyễn ơi.
chị nào mà chọn sỉ á mấy chị báo em để mấy chị cọc em mới cho luôn nha mấy chịu nha. Bên em sỉ là cọc trước, bên em mới chốt mấy chịu nha, còn không bên em không chốt cứ mấy chị nha. Và cái này chị lấy chốt em mãi nhủ giùm em nè, cái tay của nó khô nè. Ờ như kia ok chị là nhắm gì vậy? Và cái này ghi liền em nha, mã số 5 hả mấy chị, em đọc mã 5 hả, chụp hình gì gửi em đi, chụp hình đây nè mấy chị, tay của nó là tay bẹp vai như thế này nè. Đây nha mấy chị, chụp hình gì gửi hết giúp em đi, chụp hình gì gửi hết đi. Mấy con rồi mấy chị, mã số 5 mấy chị ơi, đẹp lắm luôn, để em lên cho mấy chị biết con lên tới chính mình nữa thôi chứ. Số 5 dưới phản anh đi. Là mà chốt được cái áo số lên đây, mã số 5 lên giúp em 79.000 ạ. Số 5 cho Tàu Thủy. Và nồi chọn được cái áo này là xuất sắc luôn. Chứ em mà xuất sắc 69. Số 5 Phạm Ninh đi có rồi, số 5 em còn một con chờ lấy chút tiền với em ạ. 69.000 chứ em mà xuất sắc. Lên này em có nhiều lắm luôn á mà em chưa có soạn ra xong á. Mà nãy lỡ rạch ra một bao á nên là nó like xong kẻ cho mình thôi. Mã xuất sắc giùm em 69.000. Em có thể bán cho mấy chị 79.000, 89.000 nhưng mà không em vẫn bán rẻ cho mấy chị. Ok không mấy chị? Mã số 5 đó bên em còn một con chờ lấy chút tiền với em mấy chị ạ. Xuất sắc 69.000 cho chị Hằng Nguyễn. Bán rẻ như thế này đó mấy chị mà cũng có nhiều người bom hàng kén lắm luôn á mấy chị. Rồi cái này cho em mã xoén giùm em 69.000. Áo đẹp lắm luôn. Thiệt luôn á. Đây nè mấy chị nè. Bán 69.000 một con áo như thế này đi mấy chị. Vậy mà cũng vẫn có những thành phần để bom hàng được. Em cũng bó tay luôn á. Nha mấy chị luôn nha. Thật sự luôn không biết nói sao luôn á mấy chị. Xoén giùm em ha, 69.000 giùm em. Xoắn 69.000 giùm em ạ. Cho lấy lên mã xoắn giùm em đó mấy chị ơi, 69.000 giùm em ha. Xoắn giùm cho hả? Em nghe. Rồi cái này chốt đi giùm em, mã này là mã số 10 giùm em nè. Ghi em mã số 10 xong chị nha. Rồi ghi em mã số 10 giùm em ha. Mã xoén á mấy chị, nó là xoén ngực á. Em đọc là mã xoén á mấy chị. Rồi cái này chốt đi giùm em mã này mấy chị nè. Xoắn 69.000 cho Thảo Lê nè. Rồi cái này chốt đi giùm em mã số 10 giùm em nè, 69.000 giùm em. Nên các bạn mua rẻ các bạn đừng có buôn hàng để lần sau mình cùng. Số 10 79.000 cho Thảo My. Rồi tiếp cho mấy chị ha. Con này lúc nãy em có bóp ra rồi. Con này đẹp lắm. Con này em có hình rồi, chứ em nói thật mấy chị luôn. Em rảnh thôi là em sẽ lên tao ba em lấy hết hình về cho mấy chị xem mấy cái mẫu này. Mấy chị xem thử giá web bao nhiêu, em bán cho mấy chị giá bao nhiêu ha. Rồi lên nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt đi giùm em, mã này là mã số 6 giùm cho em, 79.000 có sỉ giùm em. Và em có cho mình màu kem và màu đen. Màu đen em có duy nhất một con, màu kem em có 4 con ha. Rồi chiều lấy, màu kem em có 3 con, chiều lấy chốt em mã số mấy luôn rồi. Mã số 6, 79 kèm màu ạ. 79.000 kèm màu giùm em, màu đen kem và kem mấy chị nhá. Đẹp lắm luôn, em có đăng một story cái mẫu này lúc nãy em đang sửa màu, em sửa thôi. Anh nói sao? Ủa, cái này đem vô này. Sáu đen cho Trinh Nguyễn. Mã số 6 giùm em ha. Rồi mã số 7 giùm em nè, đẹp chưa? Không nghĩ nó được với mấy chị nha, nó quá là rẻ luôn á. Đây nè. Sáu kem cho Minh Anh. Mấy chị thấy không? Đây nè. Mấy chị thấy cái đường dập ly len của nó không? Nha mấy chị nha. Dập ly len cho mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em ạ. Mã 6 em chỉ còn một kem mấy chị nha. Hết mà màu đen ạ. Minh Anh có kem rồi, số kem cho Nguyên Quyên. Rồi cái này chốt em mã số 7 giùm em. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi ghi em mã số 7 giùm cho Hải nha. Mình chốt lại mấy cái mẫu này mình mang đi mấy chị. Phối đồ đẹp lắm. Được 3 con. Bên chị Trinh Nguyễn có rồi nha, số kem cho Hoài Liên. Đẹp lắm mấy chị. Lên mã số 7, 79.000 cho em đi. Mã số 7 với em mới chở hết mã số 6, số 7 với Nguyên Nguyên. Hết mã số 6 rồi bây giờ lên mã số 7 với em ạ. Toàn tiếp cho mấy chịu nha, toàn siêu phẩm không nè. Trời ơi nó đẹp má ơi. Thấy Bảo Ngọc nha, mã số 7 với Hồi Hoài. Rồi cái này chốt đi giùm em mã số 8 giùm em. Ôi nó đẹp mấy chị ơi. Số 7 với Thu Thị Phạm. Rồi ghi em mã số 8 giùm em. Ồ, mấy chị nhìn cái con nó lên nhũ nè, chị nổ không? Cô cứ mở số 7 lên đi. Đẹp quá luôn á. Rồi cái này chốt ghi em. Đúng rồi. Và
Rồi cái này chốt đi dùm em mã số 8 dùm cho Hải nè. Chốt lại hết đi. Kim em mã số 8 cho mấy triệu nha. Số 8 79 ngàn lên giúp em ạ. Mấy con là mấy triệu. Cái con nữ này nó được con triệu. Kim em mã số 8 dùm em. Số 8 Thu Thị Phạm. Còn 69 ngàn cho em mã sọc. Số 7 em hết rồi, lên mã số 8 với em đó mấy chị ạ. Số 8 đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Mấy chị không thích nhũ. Số 8 chứ dòi liền. Nhũ mang đẹp quá trời đẹp luôn mà. Mấy chị ơi từ từ chốt nha. Không chốt được thì từ từ chốt. Mấy chị yên tâm đẹp lắm. Hàng đẹp lắm luôn á. Từ đây em like tới á nè. Xíu em like 2 giờ em like lại cho mấy chị chốt. Số 8 cho Hoàng Thơ liền. Rồi cái này cho em mã sọc dùm em nè. Sọc cho Hải nha mấy chị nha. Giờ có đơn thì cố gắng chọn đủ đơn cho 100 ngàn thì cứ nhập lên đi đơn mấy chị nha. Nè lên cho mấy chị một con siêu phẩm nè. Cái nào cũng siêu phẩm hết trơn á. Không có nào mà không siêu phẩm. Để em nghĩ. Đây nè. Sọc bao nhiêu? 69 ngàn. 69 ngàn. Giờ lấy sọc 69 lên mã sọc 69 ngàn như em. Bị xe 10 chấm tương tác lên như em đó mấy chị ơi. Cái này ghim em mã tiếp dùm em. Sắc 79 ngàn. Còn con hát nè. Con này mấy chị phối mấy cái chân váy lưới này kia đẹp lắm. Tiếp dùm cho Hải nha. Con này mà không chốt nữa thôi em. Tiếp 79 ngàn lên giúp em ạ. Em xỉu ngang xỉu dọc mấy. Tiếp 79 ngàn cho Vy Nguyễn. Vy Nguyễn lấy hai con đúng không em ơi. Thôi mà tiếp ạ. Rồi cái này chiều lấy thì chốt đi dùm em mã số 10 dùm em kèm màu dùm em. Mã số 10 kèm màu xanh và màu kem dùm em. Kim em mã 10 kèm màu xanh và kem dùm cho Hải nè. 10 kèm màu xanh và kem nha. Con này đẹp lắm luôn đó mấy chị. 10 kèm màu xanh và kem dùm em. Mấy chị nhìn con len này. Nhìn cái chất len của nó nha. Nó êm mà nó đã lắm luôn đó mấy chị. Rút dây ở dưới này cho chị Hải nè. Cái nào hôm nay là chị chốt chị hồi hồi. Rồi cái này kim em mã số mấy luôn rồi. Mã số 10 kèm màu dùm em. Màu xanh với màu kem dùm em. Số 10 kèm màu xanh cho Nguyễn Dương. Quần chị đương chưa em bán tặng cho mấy chị luôn nha. 69 ngàn cho em mở quần 69 ngàn có hai con thôi. Cao lòi ra được hai con cái quần đúng rồi. Bên em còn một con em chú chơi Cao Việt nè. Chị đương chưa cho em mở quần giùm em. Cao lòi ra được hai con quần mấy chị. Hai cái quần nha. 69 ngàn quần 69 ngàn lên giúp em mà. Quần 69 ngàn cho Hằng Nguyễn. Quần 69 ngàn cho Trần Thị Tú Trinh. Chị Minh Quảng Nguyễn Thị chốt sọc là sọc nào chị ơi? Sọc 69 với sọc màu xanh đó chị ơi. Rồi cái này chốt đi giùm em mã. Mã đẹp kèm màu giùm em. Đẹp kèm màu ha. Con này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Nhìn nút nè. Rồi cái này chốt em mã đẹp kèm màu giùm em. 79 ngàn. Em có màu kem. Em có màu hồng. Và em có màu xanh. Mấy chị để ý lên nhà em nha. Toàn mấy cái màu đẹp không à. Em mặc mấy chị luôn á. Toàn mấy màu đẹp không nha mấy chị yêu nha. Ví dụ như màu xanh nè. Mấy cái màu hồng như thế này nè. Nha mấy chị yêu nha. Rất là đẹp luôn. Kem, hồng và xanh dùm em. 79 ngàn danh dự mấy chị mấy cái mẫu này luôn ha. Đây nè. Đẹp ô là đẹp luôn. Mấy chị chốt đi. Không bao giờ có giá này đâu mấy chị. 79 ngàn kèm màu dùm cho. Thu Nga Nguyễn Thị tròn sĩ và tròn lễ báo liền với em chị nha. Thôi đừng chốt nữa. Nãy hồi giờ nãy giờ. Nãy giờ chị bán rồi chị ạ. Hồi nãy giờ mà không trả lời gì hết trơn. Sao chốt chị ơi. Đẹp kèm màu lên giúp em mấy chị ạ. Đẹp trắng gì Vy Nguyễn. Đẹp em còn hồng và xanh ạ. Em còn hồng và xanh. À tím đó mấy chị ạ. Vy Nguyễn luôn. Vy Nguyễn tím trắng. Đẹp em còn một con màu xanh ạ. Nè mấy chị. Đẹp màu xanh cái gì hồi hồi. Dế nhìn từng cái hạt nút dùm cho em với. Kim em mã lạ kèm màu dùm em. Trời ơi, này mấy chị nè. Nhìn từng hạt nút nha, không có hạt nào mà giống hạt nào hết. Trời ơi. Ok, thì Minh Quảng Nguyễn Thị á. Rồi cái này kim em mã lạ. Minh Quảng Nguyễn Thị áo sọc 69. Lạ dùm em ha, 79 ngàn. Trời ơi, đẹp. Nè. Nhìn mấy hạt nút thôi chị nha. Chị bảo mà không thấy gì lên mã luôn á chị. Lạ dùm em. Lạ 79 ngàn cho Hương Huỳnh. Để có 4 con. Mã lạ giùm em ha. Giới liền mã lạ cho em 79 ngàn ạ. Rồi cái này có một cái khoát nè mấy chị. Khoát sọc.
kim em mã khoác giùm em. Là 79 ngàn cho thị Tú Trinh. Khoác 79 ngàn giùm em nè. Kim em mã khoác. Khoác nha, có mấy con thôi. Là 79 ngàn em còn 2 con, giờ lại chốt liền với em à. Ôi mã lạ đẹp lắm luôn đó mấy chị. Mã lạ mấy con, 2 con cuối cùng mấy chị. Chị đấy cái hạt nút của nó đi, 5 hạt nút là không có cái nào mà giống cái nào luôn á. Rất rất là đẹp luôn á. Nha yeah. Rồi cái này chị lấy sọc khoác giùm em nè. Khoác 79 cho Hoài Lê. Không có cái nào mà giống cái nào luôn á mấy tình yêu ơi, đẹp lắm luôn á. Sĩ là sao đi xuống ăn Nguyễn Thị vậy? Chị nói em hiểu em chết. Bác chương trình Hoàng Nguyên. Rồi cái này trắng 69 ngàn dùm em. Kim em mã trắng 69 ngàn. Con này mấy chị nè. Con này em thấy mấy bạn like nhiều nè. Mấy bạn bán cũng nhiều lắm. Em có một cái màu trắng, một cái màu đen 69 ngàn. Chứ em mã 69 ngàn càng ngồi nè. Anh Sĩ gửi dùm quá hoa. Sĩ gửi dùm mẹ hả? Mẹ em á hả? Ở mẹ là bà biết à. Là lúc nãy 79 ngàn cho Nguyễn Thị Truyền. Rồi cái này cho em mã 69 ngàn kèm màu giùm em. Màu trắng với màu đen. Cái con này là con áo len mà nhúng nhúng á mấy chị kìa. Áo len mà nhúng nhúng á. Đen 69 ngàn cho Hằng Nguyễn. Nếu còn một con màu trắng 69 ngàn hết đen này lên thì Hùng Nhân ơi. Một con, chúc em mã số 1. Chúc em mã số 1 nha. Len dày mà rất là đã luôn, đơn giản. Bên còn một con áo trắng 69 ngàn vào đấy chú liền với em luôn à. Rồi cái này chúc em mã số 1 dùm em, 79 ngàn. Một con duy nhất mã 1 dùm em. 179 ngàn cho Bảo Ngọc. Rồi cái này chốt đi dùm em mã xuất sắc dùm em 79 ngàn. Em đang lao lên mà chân váy đâu ra chị ơi. Xuất sắc dùm em nha, 79 ngàn. Chốt em mã xuất sắc dùm cho hả. Mã xuất sắc nha, cho chị nào bấm nhanh ha. Lúc nãy em có 2 con rồi, bây giờ nó lòi ra được 1 con nữa thì kim em mã xuất sắc dùm em 79 ngàn 1 con. Lên mã xuất sắc 79 ngàn cho em ạ. Đây lòi ra một cái chân váy. Kim em mã chân váy dùm em ha. Kim em mã chân váy len giùm em 69 ngàn. Xuất sắc 79 ngàn cho chị Bảo Ngọc 740. Kim em mã chân váy len giùm em ha. Rồi cái này chốt em mã theo giùm em 79 ngàn. Theo có một con này. Theo nha, em có một con duy nhất. Chốt em mã theo giùm em. Chân váy cho Hằng Nguyễn. Rồi cái này chốt em mã theo giùm cho hả nè. 79 ngàn mã theo. Đây, đẹp chưa. Theo giùm cho hả. Giờ lấy mã theo, lên mã theo cho em 79 ngàn bây giờ. Rồi cái này khoác lên màu đen 79 ngàn, má ơi cái áo khoác này như có màu trắng đúng không? Đây, đây cái này em có màu trắng với màu đen. Theo 79 ngàn chứ nhiêu bông mi. Nãy gì tao bóc ra một con thì đưa em đúng không? Màu trắng màu đen này, chứ em mã khoác kèm nào vậy nè. Đẹp không mấy chị? Đẹp không? Đẹp không? Nói dùm em một cái. Khoác kèm màu trắng và đen 79 ngàn như em đi ạ. Kèm màu trắng và đen, màu nào cũng đẹp hết trơn á. Khoác trắng cho Hồi Hồi. Rồi cái này chú em mã của lò dùm em 79 ngàn, một con duy nhất. Em thấy bạn mua cái của lò mà thường thường hàng kia thôi nha. Mà người ta cũng bán cho mình 101, 102 rồi. Đây nè, cổ lò lên lông thỏ nè mấy chị nè. Bên còn một con khoác màu đen mấy chị ơi, khoác trắng à. Đen chứ thu thị phạm gì nhá. Còn nó y như vậy luôn mà kiểu nó khác một chút xíu và nó cũng là khoác luôn. Kim em mà. Giờ lấy cổ lò lên mà cổ lò với em khoác hết à. Cổ lò chứ Thanh Hòa Phạm. Rồi cái này cho em mã khác giùm em, mã khoác khác ha. Y như vậy luôn mà nó chỉ khác một chút xíu là nó là cái nút của nó nè mấy chị nè. Rồi cái này chú mê mã khác dùm em, 79 ngàn có 2 con nè. Mã khác ha, chú mê mã khác dùm em, 79 ngàn. 2 con duy nhất nha, mấy tình yêu nha. Giờ lấy cái liền mã khác chứ anh chú khoác bây giờ. Có đen khác cho thì Lệ Thu. Rồi cái này 69 ngàn, chốt em mã 69 giùm em. Giờ lấy khoác đen khác lên, mà khoác đen khác chứ em cho khỏi bị nhầm mấy mẫu trước ạ. 69 ngàn, nút xà cừ này mấy chị.
và cái nút này mở ra được nha. Nguyễn Thị Mỹ Phương đang phát đen khác đúng không chị ơi? Đây, mấy chị thấy không? Nút mở ra được. Con len này đẹp lắm. 69.000, cho mày mã số 9 nha mấy tình yêu nha. 69.000 con này nè. Bao rẻ cho mấy chị được nếu mà các bạn mà đi lấy sỉ á, em bao cho mấy chị rẻ hơn được 60.000 nha. Bao rẻ cho mấy chị 60.000 cái áo này luôn. Trắng 69.000 chưa? Trắng 69.000 giùm em. Cho mày mã trắng 69.000 giùm em. Cho nó lên mã trắng 69.000 nha mấy chị ơi. Cho mày mã trắng giùm em 69.000, con áo len này đẹp lắm luôn mấy chị. Tay nhấn. Rồi sao mà trắng 68 rồi chị slide lên giúp em lên mã trắng 69 giúp em đi ạ. Tay nhấn giùm cho hỏi 69.000 giùm cho. Trắng tay nhấn 69.000 cho chị Trang Nguyễn 561. Trắng 69.000 cho Quyên Di. Giùm em mã trắng 69.000 giùm em. Mấy con thôi mấy chị. Giờ lấy trắng số 9 là bà trắng số 9 đi ạ. Rồi cái này chốt cho giùm em mã số 10. Trắng số 9 cho hồi hồi. Trắng số 9 gì sao số 100. Rồi cái này chốt em mã số 10 giùm em. Con này đẹp nè mấy chị. Con này hãy thích cái này tay nè. Đẹp chưa? Bỏ cái áo khoác của Mỹ Phương rồi đi. Rồi cái này chốt cho giùm em mã số 10 giùm em. Ok Nguyễn Thị Mỹ Phương. Mã 10 giùm cho Hải nha. Mã số 10 giùm em có 2 con thôi. Con này tỉnh lắm luôn ấy. Nè. Có đeo mẹ hết là chị Nguyễn Thị Mỹ Phương ha. Trắng 69.000 cho chị Nguyễn Thị Truyền. Mã 10 giùm cho Hải. Cho em mã số 10 nha. Trắng thui thui lùi. Trắng thui thui thui. Mã số 10 lên cho em 69.000 cho hồi hồi. Lên mã số 10, 69.000 giùm em, còn một con cuối cùng chứ cho thì xuống trên hết mã số 10 ạ. Cái này ghi giùm em, mã này là mã số 11 giùm em. 79.000, mã 11. Nguyên Di này có 69 rồi nghe em, có chưa? Có. Trắng số Nguyên Di có rồi, trắng số 9 lúc nãy cho Thư Nguyễn. Rồi cái này chốt giùm em mã số 10. Ghi em mã số 10 giùm em ha. Mã 10 giùm cho Hải nè, 79.000. Mã 10 là mới vừa qua luôn á. Rồi cái này thôi ghi lại giùm em. Rồi lấy sọc xanh lên, mã sọc xanh giùm em ạ. Ghi em mã sọc xanh đi mấy chị em đọc làm hết. Ghi mấy mã sọc xanh đi em nhầm nhé. Giờ lấy sọc xanh lên mã sọc xanh với em cho khỏi bị nhầm mã 10 lúc nãy mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị hai cái màu này. Ghi mấy mã sọc xanh đi mấy chị đọc. Em nói khỏi nhầm. Sọc xanh lên với em 79.000 cho Thanh Hòa Phạm. Sọc xanh lên cho Hoài Lê hết mã sọc xanh ạ. Hãy thích mấy cái len kiểu như thế này lắm mấy chị. Cái này mấy chị ghi em mã 12 kèm màu kem với màu xanh gì nè. Mã 12 kèm màu kem và xanh gì nè. Đẹp lắm. Con này dáng ôm con len của nó nè mấy chị. Len của nhà Hải mấy chị nhìn mấy chị biết 12 kèm màu kem xanh ạ. Rồi cái này ghi em mã 12 kèm màu giùm em. Màu kem và màu xanh giùm em. 12 kèm màu kem và xanh giùm cho. 12 kèm màu kem và xanh 79.000 cho khỏi bị nhầm mấy chị ơi. 12 xanh cho Nguyễn Ngân. Rồi cái này là 69.000. Chốt em mã 69 giùm em. Mười là gì hồng thấm trần gì đó sọc kem đó không gì vậy là mã 12 đúng không ạ. Rồi cái này chốt thì em mã 69.000 em có cho mình được 2-3 con thôi. 69.000 được 3 con này. Con này đẹp lắm luôn á. Giờ lấy xanh 69 là mã xanh 69 cho em ạ. Đi xanh hết có này cũng còn con nữa. Lên mã xanh 69.000 với em 12 hết rồi mấy chị nha. Con khoác này còn có gì Thư Nguyễn á, cứ ăn trò đuôi cho trăm ngàn này chủ nhật của em video luôn ạ. Con khoác này còn con nè, chờ lấy khoác chú khoác giùm em. Con khoác này còn con nè, chờ lấy khoác chú khoác giùm em. Rồi cái này chú em mã khoác giùm em. Một con duy nhất một khoác ha. Ghi em mã khoác giùm cho. Rồi cái này là cổ lọ, cổ theo. Khoác 79.000 với Trương Loan. Con này là lên 3 phân nè mấy chị nè. Con này lên 3 phân ha. Giờ lấy thì chốt giùm em mã này mã theo giùm em. Mã theo giùm cho Hải nha. Hải có mấy con ha. Theo giùm cho Hải 2 con thôi mấy chị. Chốt em mã theo giùm em ha. 2 con thôi mấy chị ơi. Theo theo. Xanh 69 chứ chị Hoàng Thơ Lê. Theo cho Hồng Cao. Theo cho Đỗ Bùi Phương Chi. Hết mã theo. Rồi cái này chốt em mã sọc cam giùm em. 69.000 đẹp chưa, nhức mắt luôn. Con này là mặc là xuất sắc đó mấy chị. Con này mấy bạn mặc quanh năm luôn cho Hải luôn ha. Nó là hàng len mông, nó rất là đẹp luôn. 69.000 ghi em mã sọc cam giùm em. 69.000 có con thôi. Một con nha, con này mấy chị mặc, mấy chị đóng với chân vái hay là mấy chị mặc quần đẹp lắm. Sọc cam giùm em. Sọc cam chứ chị hồi hồi. Chứ mấy mã sọc cam giùm chị.
Và con nhũ này là nhũ bách lâm ở dưới nè. Con nhũ này đẹp nè. Giờ lấy cho em mã nhũ bài giùm em. Con này xinh lắm luôn đấy. Nhũ bài giùm em ha, 79.000 giùm cho Hải. Cho em mã nhũ bài 79.000 giùm em. Nhũ bài giùm cho Hải nha, 79.000. Hải nó thật. Sao lúc này sao chứ mình quản Nguyễn Thị? Là rất là nhiều hàng nha, nguyên một. Nói chung là tới mấy ngàn hàng nha. Hay là từ từ em like nha. Nhũ bạc lên chú em 79.000 bây giờ. Cho lấy nhũ bạc lên mà nhũ bạc chú em hết theo rồi. Chứ mấy mã nhũ bạc nha, có hai con nhũ bạc thôi, đẹp lắm mấy chị. Rồi con này còn một con này mấy chị. 79.000 chứ mấy mã lại giùm em. Rồi cái này ghi mấy mã lại, em còn một con này. Có một đơn nhũ bạc cho hồi lên. Nguyễn Diệp có một đơn là không chốt à chị, là sao không chị? Không đủ đơn đó chị chốt. Tới kéo kéo. À, mấy chị ơi, nhà em đi đơn trên 100.000 á. Mấy chị chưa đủ đơn thì mình bữa nay mình trộn thêm. Nhũ bạc em có một con, chờ lấy chút liền với em ạ. Sao sao chính nước là gì, Minh Hoàng, Nguyễn Thị có rồi gì nhỉ? Ý là bữa nay mình trộn thêm để chủ nhật bên em gọi chút đơn ha. Em cứ nói đi nói lại rồi mấy chị. Nào ông vậy hết, nhà em đi đơn trên 100.000 á. Và em bán hàng nó rất là rẻ luôn á. Nó có mấy chục ngàn thôi á. Nhũ bạc cho Nguyễn Thị truyền. Nó có mấy chục hết mà nhũ, hết mà nhũ bạc mấy gì nha. Cái này mỗi mã một con này mấy chị. Em bán cá rất là mềm cho mình luôn ấy. Nên là mấy chị cố gắng trộn đơn trên 100.000 giùm em ha. Thay vì mình đi chỗ khác. Ô, cái này sao nó mất tay rồi. Thay vì cái này mình đi ra chỗ khác mình mua 100.000 hay 120.000 thì bây giờ mình mua có mấy chục ngàn thôi. Thì mình cố gắng mình trộn đơn trên 100.000 để cho nhà em đi đơn cho mình ha. Có cổ lọ không nãy giờ có. Cái này nguyên cái cục này cổ lọ không ấy. Rồi cái này chốt liền em, mã này là mã số 1 giùm em nè. Ghim em mã số 1 giùm em ha, 79.000. Mã 1 giùm em, 79.000 giùm em ha. Cho lấy cái này mã số 1 cho em, 79.000 ạ. Nên là nhà em đi đơn trên 100.000, chị cố gắng trộn đơn trên 100.000 giùm em. Rồi cái này lên 3 phân nè, chốt liền em mã số 2 giùm em. Mã số 2 là lên 3 phân nè, đó, lên cho mấy chị nha. Ghim em mã số 2 giùm em. Số 1 cho dung vỏ. Rồi cái này ghi em mã số 2. Mã số 2 là lên 3 phân giùm em 79.000. Mã số 2 giùm em ha. Mã số 2 lên cho em hết mã số 1 ạ. Rồi ghi liền em mã số 3 giùm em. Mã số 3 giùm cho Hải nha, 79.000. Số 2 cho dung vỏ 479. Rồi cái này chốt em mã số 3 giùm em. Rồi mã số 4 giùm em nè, đẹp chưa? Trời ơi, siêu phẩm luôn. Cảm ơn chị Bảo Ngọc nha, mã số 3 79.000 là giùm em. Rồi cái này ghi em mã số 4 giùm em. À, Hải. Số 3 thân hòa phạm. Đã cái nè. Mã số 4 giùm em. Thịt mấy cái áo len này 79.000. Số 4 cho bé tí. Chị nhìn hàng giùm em. Nhìn đi mấy chị. Nhìn nha. 79.000. Rồi y như vậy luôn mà màu đen. Chứ em mã số 5 màu đen giùm em. Y như con màu nâu đó luôn mà màu đen. Thiệt luôn á, nhìn cái con áo len mà cầm lên mà không bao giờ nghĩ nó là 79.000 luôn á. Nha. Ghi em mã số 5 giùm em, màu đen nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em mã số 5. Rồi cái này chốt em mã số 6 giùm em, đẹp chưa? Mã số 6 giùm cho Hải. Em mã số 6 giùm em, có một con. Số 5 cho Sừ Mi. Rồi cái này chốt em mã số 6 giùm em, một con duy nhất mã 6 nha, con này đẹp chưa? Ôi những cái áo len là ghiền lắm mấy chị ơi. Em mã số 6. Mấy này lại chưa có xoài. Ốc gì đây đó. Sáu chứ hồi hồi. Rồi cái này cho em mã số 7 giùm em, 69.000 mã 7 giùm em. Rồi cái này cho em mã số 7 giùm cho Hải. Mã số 7 giùm cho Hải nha, 69.000 mã 7. Còn nhưng em chưa lên gì hả Dương ơi, mã số 7 69.000 lên giúp em ạ. Ừ mấy chị ơi. Ủa cái này mẫu 18 lên nè. 7 69.000 lên giúp em mấy chị ạ. Số 6 hết rồi mấy chị ơi. Rồi ghi em mã số 8. Số 7 xin ngày như Hồng Cao.
Mã số 8 đây là khoác giùm em ha. Chúc em mã số 8 giùm em. 79.000 mã số 8 khoác. Không có gì kim phục. Khoác cho mấy triệu nha. Rồi cái này chốt giùm em mã số 8 giùm em. 879.000 là giùm em. Rồi cái này chốt em mã số 10 giùm em nè. 79.000 mã 10 trời nó đẹp. Má ơi, không biết nó là sao. Không biết nó là sao đây mấy chế ơi. Tám cho lên thì Hồng Nhân. Mấy chế ơi, đẹp quá luôn ấy. Bây giờ người xem nay bây giờ mấy chị tha hồ, mấy chị chọn luôn á. Mã số 10 giúp em ạ. Đẹp quá. Đẹp này nhìn con áo len đúng không? Rồi cái này chốt em mã 11 giùm em trời. Số 10 cho Hồng, số 10 cho Hồng Yến. Ôi mấy chị ơi, mã 11 dùm cho em cái nha. Nhìn cái áo len mà nó đã gì đâu luôn á mấy chị. Rồi cái này chốt dùm em mã này mấy chị. 11 chứ. Mã 11 dùm em. Rồi dùm em mã 12 dùm em. Trời ơi, sắp tắt luôn. Rồi dùm em mã 12 nha. Dùm em mã 12 11 cho bé tí. 12 này mấy chị, đẹp không? Nhìn lên này mấy chị. Rồi cái này chốt em mã 12, em có một con luôn. 12 cho Vy Nguyễn. Đẹp quá. Rồi cổ lò giùm em, chốt em mã cổ lò, có một con nè. Cổ lò nhưng mà ở đây nó nhúng nhúng cho mình nè, đẹp không? Rồi cái này chốt em mã cổ lò giùm em, có một con thôi. Rồi lấy chốt em mã cổ lò giùm em. Từ nha mấy chị ơi nha. Cái nào rồi cũng sẽ có hoa. Rồi cái này chốt liền cho em mã. Mã VIP giùm em. Đẹp chứ. Cổ lò chị nói lấy cổ lò chứ cổ lò giùm em. Cái này là khoác cho Hải nè. Chị nào mà ngực đẹp á, mình mang mà kiểu giống như là mấy cái áo mà đẹp vai này kia đẹp lắm. Kim em mã VIP giùm em. VIP cho Hồng Nhung. Rồi cái này chốt em mã cổ lò trắng giùm em. 79.000. Rồi cái này chốt em mã cổ lò trắng giùm em ha. Cổ lò trắng giùm cho Hải nè. Chờ lấy chốt em mã cổ lò trắng giùm em. Cổ lò trắng giùm cho Hải nha. 79.000 giùm em. Rồi lấy cổ lò trắng, lấy mã cổ lò trắng với em 79.000 cái gì ạ? Rồi cái này ghi em mã siêu phẩm giùm em. Cổ lò trắng lên giúp em. Cổ lò trắng với Thư Nguyễn 1943. Mấy chị ghi em mã siêu phẩm nha, nhận con này về xích coi giùm em ha. Nó là hàng, nó là cái áo mà dạng như là da cá tàu á mấy chị. 79.000. Một con con mắt tường rồi mấy chị. Thì không, 79.000 mã gì anh? Siêu phẩm. Siêu phẩm giùm em. Rồi nhìn siêu phẩm với Hoàng Yến. Rồi con này do mấy triệu nha. Chốt em mã nâu tay giùm em. Nâu tay, tay của nó nè. Con nâu tay này nhìn cái chất len của nó mấy chị. Cầm nó nặng tay lắm luôn. Nghe mấy chị đi nha. Rồi chiều lấy chốt em mã nâu tay giùm em. Con này mẫu đơn giản mà đẹp lắm rồi mấy chị. Cái len của nó nặng lắm, giờ lấy nâu tay, chút nâu tay dùm em, một con ha. Rồi con này, bữa trước em có bán rồi, các bạn dành quá trời dành. Cái cổ nó đẹp lắm, nói chung là kết cái cổ. Nâu tay cho Hồi Lê. Rồi cái này ghi em mã cổ đẹp dùm em nè, cái cổ nó nha. Cái con này mấy bạn mặc lên cái cổ nó không có hở. Nhưng mà nó tôn cái cổ của mình lên lắm luôn á mấy chị, rất là đẹp nha, không có hở ngực, không có hở gì hết á. Nha mấy chị nha, con này mang lên đẹp lắm luôn. Cái này mà mình khoác cái gì bên ngoài cũng đẹp á. Ghi em mã cổ đẹp giùm em ha. 79.000 giùm em, đẹp lắm. Ủa tội, cái này mỗi mã một con á, nó còn mà em chưa có xong á. Và cái này chốt đi giùm em mã tím giùm em nè. Tím giùm cho Hải nha. Tím này có duy nhất một con này, sọc tím giùm em. Chốt em mã sọc tím dùm cho Hải nha, 79.000 dùm. Cổ đẹp cho Loan Phạm. Sọc tím dùm em, 79.000 dùm cho Hải nha. Cứ án tự đơn cho trong ngày này sinh nhật em video luôn mấy chị ạ. Chị nào lấy sọc tím lên mà sọc tím ạ. Rồi cái này chốt đi dùm em mã VIP dùm em, 79.000. VIP dùm cho Hải nha, 79.000 dùm em. Con này mặc sọc tím cho Hồi Hồi. Lẹt mai cũng được, làm khoác cũng được, mặc đầm dây xong rồi khoác cái này bên ngoài cũng đẹp luôn. Rồi cái này chốt em mã VIP dùm em, một con.
rồi thì là thôi. Rồi cái này chốt bây giờ em mã đỏ giùm em. Chốt em mã đỏ cổ lên 3 phân giùm em nè. Rồi cái này chốt em mã đỏ giùm em. Có con thôi mấy chị. Con này đẹp nè mấy chị. Đỏ giùm cho. Một con duy nhất ha. Rồi hello chị Thu Hoa nha. Rồi 69.000 chốt em mã 69 rồi. Đỏ cho chị Thanh Hòa Phạm. Mấy chị. Quá trời đẹp luôn. Ghi liềm em mã 69.000 giùm em. Đẹp chưa mấy chị nè. Con này mới chế mặt với mấy cái chân quái này kia. Đẹp lắm. Này mặc với mặt mấy cái quần rinh hoặc là mấy quần tay đi làm cũng đẹp lắm. Sao chứ nhờ thì là thôi. Và cái này chốt em mã áo tím giùm em. 69.000 tím giùm cho Hải. Có một con duy nhất tay này. Đẹp chưa mấy chị. Và cái này chốt em mã tím giùm cho Hải. Một con ha. Kim em mã tím. Tiếng cho thầy Tú Trinh. Tiếng cho thầy Tú. Rồi cái này chốt đi dùm em. Mã này là mã số 10 dùm em 79.000. Rồi cái này chốt em mã số 10 dùm em 79.000 dùm cho em. Con này mang đẹp nè mấy tình yêu. Mã mấy không mất tiền. Mã 10 dùm em 79.000. Mã số 10 79.000 lên giúp em ạ. 10 dùm em 79.000 dùm em. Chị lấy liền mã số 10 cho em bây giờ. Mấy chị, mã này đẹp nè. 10 cho chị Nguyễn Diện. Con này đẹp thì. Con này mấy chị mang đẹp lắm nè mấy chị. Hãy cho mấy chị xem nè mấy chị. Cái con này cái cũ của nó nè mấy chị. Con này mình mang thôi đẹp lắm luôn á. Đây nè. Nói chung là màu đen mấy chị sẽ không thấy á. Chốt đi giùm em mã 11 giùm em 79.000. Đẹp chưa. Mã 11 giùm em ha. Con này đẹp lắm luôn á. 11 cho Như Dung. Rồi cái này chốt đi giùm em mã 12 giùm em 79.000 cổ đẹp không. Rồi cái này ghi em mã 12 giùm em 79.000 em có một con mã 12 giùm cho em. Mã 12 đẹp lắm. Ở bên mã mấy hôm rồi. Rồi 69.000 chốt em mã 69 giùm em. Hết mã 11 rồi mấy chị nhớ. Mã 12 cổ vuông á mấy chị, cổ vuông đó đẹp lắm. Rồi cái này cho em mã 69.000 giùm em. Khi em mã 69.000 em có cho mình được một con. Một con ha, 69.000 giùm em. 69.000 lên giúp em ạ. 69.000 cho hồng gấm. Rồi con trắng này đẹp nè mấy chị. Chốt em mã trắng giùm cho Hải. Hải có một con duy nhất 79.000. Chốt giùm em là ghi giùm em mã này là mã 14 cho cả nhà. Chốt em mã 14 giùm em. Có con mấy chị. Mã 14 này rút dây đẹp lắm. Mã 14 này rất là đẹp nha. 69.000 mấy chị rồi em. Cái này em like cho mấy chị ha. Đây. Bây giờ lấy chốt đi giùm em mã 15 giùm em. Ghim em mã 15 giùm em. 69.000 nè. Mã 15 này đẹp nè mấy chị. Mấy chị ôm mấy cái cổ này mình may nó rất là đẹp nha. Hãy hợp mấy chị luôn á. Mấy cái cổ như này rồi, rồi. Mấy cái cổ này các bạn phối lên đẹp lắm. Mã 15 giùm em. Ghim em mã 15 nha mấy chị nha. 15 cho Hồi Liên. Rồi ghim em mã 16 giùm em. 16 như thế này là có nghĩa là mấy bạn mặc bẹt vai cho Hải nè. Đây nè mấy chị nè. Con này nha mấy chị nha. Mặc đẹp vai như thế này cho Hải này. Xong mấy chị phối với chân quái rất là đẹp luôn. Có một con duy nhất không. Mã 16 giùm em. Một con duy nhất mã 16. Bảy chín ngàn. Mã 17 79.000 em cũng có một con thôi. Chúc em mã 17 một con duy nhất nha. Mã 17 giùm em một con nha. Chờ lấy chốt em mã 17. 16 sườn mi. Đây nè mấy chị. 17 nha mấy chị nha. Giùm em mã 17. Mã 17 này lúc nãy chị Lai ngồi nè. Chị Lai màu xanh nè đúng không. Mã 17 nè mấy chị một con nè. 17 lên với em 79.000 ạ. Trời. Mấy chị. Con này. Ôi con này bên trong lót lông nè. Chờ lấy cho em mã lót lông giùm em. Chị nào đi Sa Pa nè. Mua mấy con này mang nè. 17 Thanh Hòa Phạm. Mấy chị. Đây nè. Con này ấm lắm luôn ấy.
chị nào mà đi lạnh á, mua mấy con này nè, xong rồi khoác cái, nếu mà các bạn đi nha Sapa này kia mặc cái này bên trong, xong rồi khoác khoác mấy con mà ấm á. Thấy Nguyễn Bảo Giang nha, nó không giùm em đó, lo mấy chồng này chú trên đẹp lắm đó mấy chị, lót lông nó đẹp lắm, ấm ru à. Rồi cái này chốt đi giùm em ha, chốt giùm em màu tím giùm em 79 ngàn, chốt em mã tím 79 ngàn giùm em, tím 79 em có một con ha, chờ lấy tím chốt tím giùm em 79 ngàn. Em lên nốt mấy cái này nữa em bắt đầu như mấy chị luôn, tím 79 ngàn giùm em ạ. Y như vậy luôn, mà một á con đỏ này là 69 ngàn, chốt em mã đỏ. Thấy Nguyễn Du ra đi nha, đỏ giùm em 69 ngàn, hết mã lốt lông rồi, đỏ em có một con này 69 ngàn, màu đỏ giùm em. Tím 79 như hồi liền. Ơi đỏ số 9 là mà đỏ số 9 ạ. Rồi cái này chốt đi giùm em mã số 10 giùm em 69 ngàn, mã 179 ngàn, ghim em mã 179 ngàn có một con nữa. Mã 10 giùm cho Hải nha, 79 ngàn, Hải có đúng một con duy nhất cho mình luôn. Giờ cái này Hải like cho mấy chị mấy cái mẫu mà ít ít trước cho mấy triệu nha, chưa Hải lên cho mình mẫu nhiều. Mã 179 ngàn giùm em ạ. Con này bạn mặc ở bên trong, ghim em mã 11 giùm em. Tím hết rồi mấy chị ạ, 179 ngàn cho chị Nguyễn Thư Lan Tám. Rồi cái này chú em mã 11 giùm em này. Mã 11 giùm em 69 ngàn. Ô con này đẹp lắm luôn đó mấy chị, con lê này đẹp lắm luôn, phải làm mấy chị mã 1818 trước đi. Rồi con này có hai màu, cái này nó có màu cam nè, màu xanh nè. 11 69 ngàn cho chị Hoài Lê. Rồi cái này chốt em mã 12 kèm màu giùm em, màu xanh với màu cam mã 12. Đẹp chưa? 79 ngàn. Con này đẹp nè mấy chế ơi. Nè nhìn cái len nè, đã không? Đã hề. Mã mấy anh? 12 cam vô thì là thu. Cam và xanh giùm em, đẹp quá. Đẹp lắm. 12 kèm màu với em còn màu xanh ạ. Em còn màu xanh. Chị lấy 12 xanh lên mã 12 xanh với em thì là thu có cam rồi chị nhá. Rồi cái này chị lấy cho em mã heo giùm em, heo 79 ngàn. Cái này lúc nãy hết rồi nè, chị nào chưa chốt được thì chốt nè. Kim em mã heo giùm em 79 ngàn. Heo giùm sang em cho Hồi Lê. Rồi cái này chốt em mã heo giùm em 79 ngàn giùm em. Heo giùm em. Mấy chị ơi, lên là mình phải may mấy cái màu mà đậm đậm đó mấy chị nha, mấy chị hiểu nha. Lên là phải may màu đậm nó mới đẹp được, tại vì mùa đông thì lúc nào phải may màu đậm mới ấm đó mấy chị nha, mấy chị hiểu nha. Heo giùm em 79 ngàn. Heo thì lại thu. Chị đừng có sợ là màu đậm này kia mấy chị ơi. Rồi cái này chốt thì dùm em mã này là mã nè mấy chị. Mấy chị thấy không? Cái này nó dập chữ lên nè mấy chị. Rồi cái này chốt em mã đen trơn dùm em 79 ngàn dùm em. Đen trơn 79 ngàn hay nữa. Rồi cái này chốt em mã đen trơn dùm em 79 ngàn, có 2 con rồi mấy chị. Đen trơn cho Hải nha, 79 ngàn dùm cho Hải nè, đẹp lắm. Kim em ở đen trơn, em có 2 con này đẹp lắm đó chị ơi. Như đẹp luôn. 12 hết rồi mấy chị ơi, mở đen trơn với em 79 ngàn. Chúc em mở đen trơn. Đây, siêu phẩm, chúc em mở siêu phẩm màu đen. Đắp chiếu, đẹp chưa mấy chị nè. Rồi kèo lấy thì chốt kìa mấy, con này đen như thế này. Anh em mấy chị, cái này là kiểu giống như đắp chéo cho mình nè. Đó, giờ lấy chú em mã siêu phẩm giùm em, có đúng một con duy nhất thôi. Hãy đắp like nha, rồi 2 giờ hãy like lại cho mình ha. Và chiều lấy thì chốt bây giờ em mã nè. Chú em mã siêu phẩm giùm em, một con thôi. Siêu phẩm bây giờ này cho Tàu Thủy. Con heo chốt cho mình với nha Vương. Để chiều xíu hãy like hãy tìm cho chị. Và cái này chốt em mã viết giùm em, con này viết lắm nè mấy chị. Con này lúc nãy em có like rồi, em like màu trắng, màu xanh. Bây giờ em có một con màu đen, chờ lấy chốt em mã viết kèm màu giùm em. Nó xém như thế này cho mình nè. Con này mấy bạn mặc với chân váy màu á nha mấy chị nha, chân váy màu hoặc là chân váy xích ly dài rất là đẹp luôn nha, chờ lấy chốt em mã nè. Kim em mã viết giùm em nè, có con thôi mấy chị, một con duy nhất ha. Đen nè mấy chị, nhìn cái len của nó nè, lên nổ mấy chị thấy không? Một con hả, con này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha.
chiều lấy thì chốt rồi dùm em mà viết dùm em có con thôi. Mấy chị ơi khách mới mà kèm cứ ngồi cho hỏi thôi. Viết dùm em. Cho lấy mở viết 79.000 nha mấy chị ạ. Rồi 69.000 chốt đi dùm em màu cam. Chưa lên gì Trần Duyên ơi. Đẹp hiền. Cam dùm em nè. Con này em bán áo phong rồi. 69.000 chờ lấy cam chốt cam dùm em. 69.000 dùm cho hỏi nè. Hãy có cho mấy chị một con nè. Đẹp chưa? Cam 69.000, sọc cam 69.000 dùm em. Sọc cam 69.000 giúp em ạ. Giúp em mã sọc cam dùm em 69.000. Rồi cái này chị ở lấy thì chốt em mã bi dùm em. Bi dùm cho hỏi nha, 79.000 có. Cam số như chị Hằng hay đi ra. Bi dùm em 79.000, tay bồng, tay đẹp chưa. Bi dùm cho hỏi, con bi này đẹp nè mấy chị. Cứ lấy đủ đơn cho trong ngày này chủ nhật của em đi đơn mấy chị ạ. Con bi này đẹp nè, các bạn lấy con bi này mang nè, đi làm này kia rất là đẹp luôn á. Chốt em mã bi dùm em, phải hết lên bé nè mấy chị ạ. Lên nam thì có thể tối nay hãy lên cho mấy chị ha. Rồi cái này chốt đi dùm em mã 69.000. Ôi mấy chị áo 69 này đẹp lắm mà hãy chưa có like được á. Đẹp chưa? Bi sao su trăm. Đẹp hả? 69.000 cái áo. Nào cái hàng nút này thôi đi mua cũng 20-30.000 rồi. Đẹp chưa mấy chị? Có cái rồi cái này chú em mã trắng 69 luôn có cái luôn đẹp chưa 69 nhiều thì là thu. Rồi cái này chú em mã trắng 69.000 có con thôi. Trắng 69.000 có con. Mấy chị ơi khách mới mã tiền thương nội cho hại quá mấy chị ơi. Chú em mã trắng 69 ha. Rồi cái này chú em mã sọc 69.000. Wow đẹp chưa. Trắng 69 cho chị Mỹ Hành. Rồi cái này chú em mã sọc sọc dùm em ha, 69.000 dùm em. Rồi mất con cuối em cắt ra, 2 giờ em lấy lại nha. 2 giờ chị nào không xem lại là tiếc luôn á, tại vì nhiều đẹp lắm. Rồi, một con cuối cùng em bán tặng với chị luôn. Sao chứ nhòi lên 49.000, chúc em mã tặng 49, rồi hãy đắt like nha. Tặng 49 dùm cho em nè, chúc em mã tặng 49 ha. Tặng 49.000 dùm cho hãy. Rồi hãy đắt like ha, 2 giờ hãy like lại cho mình ha. 2 giờ hãy lên cho mình rất là nhiều hàng luôn á, mấy chị đang ngủ xem ha. Cái này like lần đợt này nữa là hết rồi đó mấy chị. Không có hàng mà 79 này nữa đâu, nên là mình tranh thủ chốt nha mấy chị nha. Không có về lại nữa tại vì 49 nhòi lên. Bây giờ là hàng không về lại được nữa nha mấy chị nha. Nên là mình chốt ha. Rồi hãy tắt like nha. Chiều 2 giờ hãy like lại cho mấy chị ha. Rồi hãy tắt like đây.